Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 14. Làm sao đây Lục tiên sinh, bệnh hói đầu có thể chữa khỏi không? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Vân, trưởng phòng giáo vụ trở nên lo lắng, cho rằng Lục Vân không thể giúp được. Gì với tình cảnh của mình? Lục Vân giữ ngữ khí kỳ quái nói, ông hiểu lầm rồi, không phải là không trị được, mà là tôi có chút tò mò, ông không phải hói đầu, chỉ là ông hói ở chỗ người khác không nhìn thấy. Tại sao ông lại để ý như vậy? Trưởng phòng giáo vụ đỏ mặt nói, không phải tôi để ý, mà là vợ tôi để ý. Khi cả hai đang trò chuyện, đột nhiên, ánh mắt Lục Vân lướt qua trưởng phòng giáo vụ, rơi vào tòa lầu dạy học cách đó không xa. Trên tầng 5, một hư ảnh nửa người trèo ra khỏi lan can, loạng choạng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Dù là ban đêm, nhưng thông qua ánh đèn ở hành lang của tầng đó, nhưng Lục Vân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là có người muốn nhảy lầu. Lục Vân không còn tâm trí để nói chuyện vớ vẩn với trưởng phòng giáo vụ nữa, giống như một mũi tên đã lên dây, hẳn lao về phía tòa nhà dạy học kia trong nháy mắt. Cậu Lục, trưởng phòng giáo vụ còn chưa có được đáp án mà mình muốn, liền thấy Lục Vân đột nhiên biến mất trước mắt thì hơi sửng sốt, sau đó cũng nhìn thấy bóng người trên tòa dạy học kia, giật mình kêu lên một tiếng. Có sinh viên muốn nhảy lầu. Đây là chuyện lớn đó. So với vấn đề nhỏ trên người ông mình, thì không là gì cả. Vì vậy trưởng phòng giáo vụ cũng vội vàng chạy về phía tòa nhà dạy học, chạy mãi vẫn chưa tới được nửa đường. Thậm chí không có thời gian để gọi 119. Bóng người trên tầng 5 đã nhảy xuống. Xong. Chủ nhiệm khoa sắc mặt tái nhợt. Chưa nói đến đó là một mạng người. Sinh viên nhảy lầu cũng ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của trường học. Sau này nếu gia đình người mất lại làm ầm lên thì, có lý cũng không giải thích được. Lúc này, Lục Vân đã đến trước tầng trệt của tòa nhà đó. Hạ ẩn đã vào đúng vị trí trước khi sinh viên đó rơi khỏi tòa nhà. Vừa ngẩng đầu, liền thấy được người từ trên trời rơi xuống. Người nhảy lầu là một nữ sinh. Xung quanh còn có một số học sinh, ban đầu bọn họ không chú ý tới có người nhảy lầu. Nhưng nhìn thấy Lục Vân lao vút qua như một cơn gió thì bọn họ mới giật mình một phát. Rốt cuộc là đôi chân thần thánh gì mà có thể chạy với tốc độ kinh hoàng như vậy? Có thể tham gia Thế vận hội Olympic rồi đó. Nhưng khi bọn học đưa ánh mắt nhìn theo Lục Vân, lúc nhìn mới thấy một bóng người sắp rơi xuống lầu, vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên kinh ngạc. Hóa ra là ai đó định nhảy lầu. Có phải thầy Lục định đỡ bằng tay không hay không? Một người từ lầu 5 nhảy xuống. Lực rơi xuống hưởng tuyệt đối không nhỏ, nếu Lục Vân be không chuẩn, hoàn toàn có thể bị đè bẹp luôn ở đó. Phải làm sao bây giờ? Lòng mọi người đều nóng như lửa đốt, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, căn bản bọn họ không nghĩ ra biện pháp gì khác. Ngay lập tức, nữ sinh nhảy lầu đã đâm trúng người của Lục Vân. Nhưng cảnh tượng đẫm máu mà mọi người tưởng tượng không xuất hiện. Chỉ thấy Lục Vân giơ tay ra và đỡ được nữ sinh một cách chính xác. Sau đó hai người họ lăn trên mặt đất vài vòng, như thể đang làm vậy để giảm bớt lực rơi. Thực ra, khi nữ sinh còn ở trên không, Lục Vân đã giải phóng chân khí của mình, tạo thành vùng đệm an toàn, vì vậy tác động của cú rơi không lớn như tưởng tượng. Thầy Lục, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Trưởng phòng giáo vụ cuối cùng cũng đến nơi, ông ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lục Vân đỡ được nữ sinh đó, nhưng... Sau đó ông ấy lại bị sốc. Đỡ người nhảy từ tầng 5 xuống bằng tay không, làm sao hắn làm được chứ? Đây rõ ràng không phải là vấn đề mà trưởng phòng giáo vụ nên suy nghĩ lúc này. Điều ông ấy nên cân nhắc lúc này là tại sao nữ sinh này lại nhảy lầu. Cùng lúc đó, sinh viên xung quanh thấy Lục Vân không những không bị thương mà còn đỡ được nữ sinh nhảy lầu, biểu cảm của bọn họ, muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu. Thầy Lục thật tuyệt vời, nữ sinh kia nhảy từ trên cao xuống. Nhưng vẫn đã đỡ được, hơn nữa cả hai đều không bị thương. Y như đang đóng phim vậy. Bạn nói cái gì, có nữ sinh rơi từ trên lầu xuống còn rơi vào người thầy Lục. Cái gì, một cô gái rơi từ trên lầu xuống, đè chết thầy Lục. Một sinh viên thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lý Vệ Bình hiệu trưởng, không ổn rồi. Thầy Lục bị một nữ sinh nhảy lầu đè bẹp, trên đất toàn là máu, thật đáng sợ. Cái gì, nghe được tin này. Mọi người đều sửng sốt, muốn chạy ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Lý Vệ Bình hét lớn, tất cả học sinh ở trong lớp, không ai được phép ra ngoài.
Để không gây hoang mang, Lý Vệ Bình đã bố trí hai giáo viên trông chừng những sinh viên này, không để họ ra ngoài xem náo nhiệt trong khi ông ta và một số giảng viên khác vội vàng ra ngoài. Thẩm Tĩnh Nghỉ cũng lập tức chạy ra khỏi lớp. Lục Vân là người tu luyện, cô ta không tin Lục Vân sẽ bị đè chết, nhưng không thể không nghi ngờ bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Mọi nhóm người vội vã chạy đến hiện trường. Không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó mấy người này mới biết đó là báo động giả. Lý Vệ Bình tức giận nói, mấy sinh viên tung tin đồn nên bị bắt hết, từ từ giáo dục lại, xém chút nữa thì. Trái tim của tôi nhảy ra ngoài luôn rồi. Mặc dù chỉ là báo động giả nhưng sự thật là có một số nữ sinh đã nhảy lầu. Thẩm Tĩnh Nghi lo lắng nhìn nữ sinh nhảy lầu, nói, học sinh Lý Hân, em thật giỏi, sao đột nhiên lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, có khó khăn gì có thể nói với giáo viên, tại sao em không nghĩ đến điều đó? Cô gái nhảy lầu tên là Lý Hân, là một sinh viên trong lớp của Thẩm Tĩnh Nghi. Bình thường nữ sinh này rất ngoan ngoãn. Đó là lý do tại sao Thẩm Tĩnh Nghi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lý Hân lại làm một việc ngu ngốc như nhảy lầu. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của Thẩm Tĩnh Nghi, Lý Hân không nói lời nào, chỉ mím môi và không ngừng khóc. Thẩm Tĩnh Nghi nhìn xung quanh một lượt, nói, hiệu trưởng, hãy để tôi nói chuyện riêng với bạn học Lý Hân trước. Lý Vệ Bình do dự một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, nói, hãy cẩn thận, đừng để con bé làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Nếu thật sự không được, chỉ có thể gọi ba mẹ con bé tới. Vâng, tôi sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Chuyện nữ sinh nhảy lầu. Để không gây náo loạn, nhà trường đã đưa ra lời giải thích là nữ sinh không nhảy lầu mà do mất thăng bằng khi chơi đùa trên tầng 5, song sau đó vô tình ngã xuống. Cũng dùng chuyện này để cảnh báo các sinh viên khác sau này họ không được phép vui đùa trong hành lang, nếu bắt gặp sẽ bị nhà trường cảnh cáo và trừng phạt. Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, sau hơn một giờ khuyên bảo, cuối cùng cô ta cũng hiểu được lý do tại sao Lý Hân nhảy lầu tự tử. Gia cảnh của Lý Hân thuộc dạng bình thường, kể từ khi vào đại học, cô ấy vừa đi học vừa làm ở bên ngoài trường. Nhưng 3 tháng trước, cha cô ấy bị ốm nặng, phải nhập viện, bệnh viện chẩn đoán bị suy thận cấp. Sau một thời gian dài điều trị, bệnh không thuyên giảm mà chuyển từ suy thận cấp sang suy thận mãn tính, diễn biến vô cùng tệ. Bệnh viện khuyên bệnh nhân nên ghép thận càng sớm càng tốt. Chi phí phẫu thuật, bao gồm cả nguồn thận, tổng cộng khoảng 5-600 vạn tệ. Chi phí vô cùng đắt đỏ. Với điều kiện của gia đình Lý Hân thì không thể nào lấy ra được, hơn nữa trong thời gian nằm viện, cha cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Muốn kiếm thêm 5-600 vạn cũng khó như lên trời. Ngoài ra, bệnh viện liên tục thúc giục, cho biết các bệnh nhân khác đã hẹn nguồn thận, nếu trong vòng 3 ngày không thanh toán được tiền phẫu thuật thì nguồn thận đó sẽ phải giao cho người khác. Lý Hân biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô ấy sẽ không biết khi nào mới tìm được nguồn thận phù hợp. Có lẽ cha cô ấy sẽ không thể kéo dài thời gian tới đó được. Nhưng cô ấy không thể gom góp được số tiền như vậy trong vòng 3 ngày. Khi Lý Hân tuyệt vọng, thì một người bạn mà cô ấy gặp, trong lúc vừa học vừa làm đã nói với cô ấy rằng có một cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng Lý Hân phải hy sinh một số thứ. Tất nhiên Lý Hân biết cái cần hy sinh này là gì. Cô ấy cũng rất khó xử. Nhưng nghĩ đến việc cứu mạng cha mình, Lý Hân nhanh chóng đồng ý. Vì vậy, thông qua sự giới thiệu của người được gọi là bạn đó, Lý Hân đã gặp Lưu Tiến, chủ của câu lạc bộ Đế Hào. Lưu Tiến hứa rằng chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn, sau này hẳn ta sẽ cho cô ấy rất nhiều tiền. Lý Hân ngu ngốc tin vào điều đó, nhưng điều cô ấy không ngờ là sau khi Lưu Tiến ngủ với cô ấy xong, Lưu Tiến liền quay lưng lại với cô ấy, trong lúc hành sự còn bí mật quay video, đem nó ra đe dọa rằng nếu cô ấy dám gây sự hay gây khó dễ gì, đem video đồi trụy đó phát tán ra bên ngoài. Chuyện này là một đả kích rất lớn với Lý Hân, không khác gì một trận sấm sét dữ tợn. Cô ấy không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ mình. Hồn phi phách lạc trở về trường học, loanh quanh một hồi vẫn không có cách nào tiêu tan được, nên mới đành làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi nghe Lý Hân khóc lóc kể lại, Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng tức giận, nói, cô bé ngốc này, đây là lỗi của người khác, em không có lỗi và em cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Người đáng chết phải là Lưu Tiến chủ câu lạc bộ Đế Hào kia mới đúng. Em từ từ suy nghĩ lại, cha em đã bệnh nặng nằm, nếu em còn suy nghĩ không thông nữa, thì mẹ em sẽ phải nhận bao nhiêu đả kích nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lý Hân bật khóc, Thẩm Tĩnh Nghỉ kiên nhẫn an ủi cô ấy. Sau khi tâm trạng của Lý Hân ổn định lại một chút, Thẩm Tĩnh Nghỉ nhẹ nhàng nói, bạn học Lý Hân này, em phải tự suy nghĩ về điều đó, đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa, em không cần phải lo lắng quá nhiều về bệnh tình của cha em nữa, cô Thẩm tôi sẽ giúp em. Và tên Lưu Tiến đó, hẳn ta chắc chắn phải chịu quả báo. Câu lạc bộ Đế Hào. Một tên mặt sẹo đang ngồi ở trên ghế salon hút xì gà, người đàn ông gầy gò bên cạnh cười nịnh nọt nói, Lưu Tổng, ngài có hài lòng với cô gái hôm qua tôi đưa tới không? Ha ha, không tệ, hơn nữa còn là một chú chim con, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cô gái ngu xuẩn dễ bị lừa gạt như vậy nữa. Tên mặt sẹo mãn nguyện phun ra một ngụm khói, cười to nói. Người đàn ông gầy gò nói, Đại học Giang Nam còn nhiều nữ sinh giống như vậy nữa. Tôi sẽ tìm thêm một số cô gái nữa, chắc chắn sẽ làm hài lòng Lưu Tổng. Từ từ không cần vội, tôi sợ cơ thể này không chịu đựng được nhiều như vậy. Lưu Tổng quá khiêm tốn, nhìn thân thể cường tráng của ngài này, Long Chiến Cửu Phượng cũng không phải vấn đề. Ha ha, cậu rất biết ăn nói. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên câu lạc bộ trưởng mồ hôi đầm đìa đi vào nói, lão đại, ngài ra ngoài xem một chút, có người là ở chỗ chúng ta làm loạn. Cái gì, ai dám ở chỗ của Lưu Sẹo này làm loạn, lão tử ra ngoài băm hẳn làm trăm mảnh. Lưu Tiến tức giận đứng dậy, người đàn ông gầy gò theo sát phía sau. Khi ra khỏi hộp đêm, liền thấy phía dưới hỗn độn một mảnh, bàn ghế, chén đĩa văng khắp nơi, các vệ sĩ của câu lạc bộ cũng nằm ngổn ngang dưới đất, không ngừng kêu gào. Và kẻ gây ra tất cả chuyện này là một chàng trai trẻ. Lục Vân. Sau khi hẳn biết được đầu đuôi sự việc từ miệng Thẩm Tĩnh Nghi, ngay đêm hôm đó liền đi thẳng đến câu lạc bộ Đế Hào. Mối thù qua đêm. Chắc chắn không thể nào. Nhìn thấy người của mình bị đập thành cục diện như vậy, sắc mặt của Lưu Tiến cực kỳ khó coi, nhưng vừa liếc sang, đã phát hiện thanh niên phía dưới có vài phần quen mắt. Nhìn lại, răng gần như bị gãy hết. Đây không phải là người thanh niên đã đá bay đầu mình đêm đó sao? Khỉ ốm, mau gọi Chu Nghĩa, đường chủ Hắc báo đường. Ao muốn thằng nhãi này phải chết trong đêm nay. Lưu Tiến đăng đẳng sát khí nói. Người đàn ông gầy nhanh chóng bấm điện thoại. Lúc này, sau khi Lục Vân đập phá xung quanh, hẳn cũng nhìn thấy. Lưu Tiến từ phòng VIP trên lầu đi ra, hẳn nghĩ thật trùng hợp. Lưu Tiến là người đàn ông mặt thẹo mà hắn đã gặp trong đêm chị Tư về, cái tên muốn làm khó dễ chị Tư. Kết quả lại bị hắn đá vào đầu. Cái này gọi là không phải oan gia, không gặp nhau. Anh là Lưu Tiến, tôi cho anh 3 giây, lăn ra đây, quỳ xuống trước mặt tôi tạ lỗi. Lục Vân ngừng đánh, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm vào người Lưu Tiến, ngữ khí tràn đầy bá đạo, nhưng khi Lưu Tiến nghe thấy những lời đó, hẳn ta đã vô cùng tức giận. Hừ, tên khốn kiếp này, lần trước tao còn chưa giải quyết hết nợ nần với mày, hôm nay mày lại tự dâng mình tới cửa tìm chết, mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày sao? Lưu Tiến không thèm để ý tới Lục Vân vừa nói tạ lỗi là có ý gì, việc Lục Vân đến chỗ của hắn ta để gây rắc rối không quan trọng. Hắn ta chỉ biết, đêm nay tên nhãi đến gây sự này chắc chắn không thể bước ra khỏi cửa câu lạc bộ Đế Hào. Tôi đếm đến ba, mau lăn xuống đây. Lục Vân lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh băng như một pho tượng sát thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nhìn Lưu Tiến, lập tức bắt đầu đếm ngược, ba, hai. Sắc mặt Lưu Tiến tái nhợt. Tất cả vệ sĩ của hắn ta đều đã bị Lục Vân đánh ngã toàn bộ, có thể thấy công phu của Lục Vân đỉnh cỡ nào, cho nên, làm sao hắn ta dám bước ra. Chỉ có thể kiếm cớ kéo dài thời gian. Chỉ cần Chu Nghĩa đến, Lưu Tiến chắc chắn sẽ cho tên ngốc kiêu ngạo này ngậm quả đằng. Hắn ta với Chu Nghĩa có giao tình rất sâu, khu vực này. Cũng nhờ Chu Nghĩa hỗ trợ bảo kê, hơn nữa Hắc báo đường cách nơi này không xa. Có lẽ không qua mấy phút nữa Chu Nghĩa sẽ dẫn người đến ngay. Đến lúc đó, Lưu Tiến có thể thỏa thích thể hiện cơn giận của hắn ta. Nhưng Lưu Tiến thật sự không ngờ được, Lục Vân căn bản không hề để thời gian trôi qua, từ, một, vừa ra khỏi miệng, hẳn liền đạp chân nhảy thẳng lên cầu thang, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lưu Tiến. Anh rất không hiểu chuyện. Lục Vân mở miệng thật bình thản, nhưng làm trong lòng Lưu Tiến rát lạnh một mảnh. Tên này... Sao tốc độ lên lầu nhanh vậy? Phanh! Căn bản không cho Lưu Tiến nhiều thời gian phản ứng, Lục Vân đột nhiên giơ một tay bóp cổ của hắn ta, ném từ lầu 2 xuống dưới, phần lưng đụng vào mặt đất, nặng nề vang lên một tiếng thật lớn.
hai người cũng xuống dưới. Nhìn thoáng qua người đàn ông gầy gò cùng quản lý câu lạc bộ đang bị dọa ngây ngốc bên cạnh, Lục Vân giơ tay, ném bọn họ xuống theo Lưu Tiến, khi ngã xuống xuống lầu, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đúng lúc này, một tiếng gầm đột nhiên vang lên, làm càn, thằng nào cho mày lá gan gây sự ở đây hả? Chỉ thấy một người đàn ông khí tức hung hãn vọt vào câu lạc bộ, cầm đầu đúng là đường chủ hắc báo đường Chu Nghĩa. Ngay khi nhìn thấy Chu Nghĩa, Lưu Tiến phảng phất như là gặp được cứu tỉnh, trong mắt phóng ra lửa giận đến mức muốn giết người, hét lớn, Chu huynh đệ, anh không nên nói nhảm với tên nhãi này, anh cứ trực tiếp ra tay, đập chết hắn. Chu Nghĩa là một người luyện võ, công phu không tâm thường, nếu không cũng không có khả năng ngồi vững vàng vị trí đường chủ hắc báo đường này. Lúc hắn ta đi vào, trông thấy khắp nơi là từng đống bừa bộn, vệ sĩ nằm ngổn ngang kêu rên, thì đã biết được, Lục Vân tuyệt đối cũng là người luyện võ, cho nên sau khi nghe Lưu Tiến nói vậy, hẳn ta cũng không chủ quan chút nào, mà là thận trọng gật đầu nhẹ. Tự mình ra tay, tốc chiến tốc thắng. Chu Nghĩa đang chuẩn bị động thủ, lúc này Lục Vân đang đứng ở vào lầu 2, bỗng nhiên một tay chống đỡ vào lan can, thả người phóng lên, cứ như vậy từ lầu 2 nhảy xuống. Hai chân vững vàng đứng ở mặt đất. Anh nhất định phải đánh với tôi. Bước chân Lục Vân trầm ổn, bước về phía Chu Nghĩa, mặc dù không có phóng xuất ra khí tức gì, nhưng vẫn mang đến cho Chu Nghĩa một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đồng tử hẳn ta không khỏi co rút lại, hỏi, rốt cục anh là ai? Lục Vân khế cười một tiếng nói ra, chẳng lẽ mã gia của các anh chưa nói, đừng tới trêu chọc Lục Vân tôi. Lục Vân, nghe thấy cái tên này, thân thể Chu Nghĩa run lên bần bật, hẳn ta nhớ rõ Mã Trạch đã cảnh báo bọn họ, nếu đụng phải người nào tên Lục Vân thì trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Trong lòng Chu Nghĩa hơi ngờ ngợ. Lúc này Lưu Tiến vẫn không rõ tình huống gì, khàn giọng quát Chu huynh đệ, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian, đánh chết tên nhãi này, đừng để hắn kiêu ngạo. Nữa, quả thực hẳn ta đã hận Lục Vân tận xương tủy. Nhưng mà mặc kệ hắn ta có gào rú như thế nào, Chu Nghĩa vẫn không có động tĩnh, ngược lại suy tư chốc lát rồi nói, Lưu Tiến, tôi cảm thấy Lục tiên sinh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gây sự, vẫn là anh nói lời xin lỗi với hắn đi. Anh nói cái gì, bảo tôi xin lỗi hắn. Lưu Tiến lập tức trợn to hai mắt, bây giờ người bị đánh là hắn ta, gọi Chu Nghĩa đến giúp mình, thế mà người đến giúp đỡ lại kêu hắn ta đi xin lỗi Lục Vân. Lưu Tiến hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Chuyện nói xin lỗi là không có khả năng. Lưu Tiến cả giận nói, Chu Nghĩa, nếu anh không muốn giúp đỡ thì thôi đi, tại sao phải nói mấy lời khó nghe như vậy? Hôm nay anh chọn đi, giúp tôi giết chết tên nhãi này, hay là chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt? Vậy ân đoạn nghĩa tuyệt đi. Chu Nghĩa vô cùng quyết đoán lựa chọn người kia, làm Lưu Tiến khựng lại một chút, sau đó mới nhận ra có vấn đề. Vừa rồi hắn ta thật sự bị phẫn nộ làm mất hết lý trí, thật ra ngay khi Chu Nghĩa bảo hắn ta đi xin lỗi, hắn ta nên nhanh nhẹn nhận ra, đây là lời nhắc nhở của Chu Nghĩa, người trước. Mắt này, tốt nhất không nên trêu chọc. Đáng tiếc cho tới lúc này Lưu Tiến mới hiểu được, Chu Nghĩa nói, Lục tiên sinh, ngài muốn xử trí Lưu Tiến như thế nào thì cứ xử, hẳn ta không có quan hệ gì với hắc báo. Đường chúng tôi xin cáo từ. Hắn ta chuẩn bị mang theo người của hắc báo đường rời đi. Lục Vân nói ra, tôi còn có chút việc cần các người làm. Chu Nghĩa dừng lại, mặt lộ vẻ nghỉ hoặc. Lục Vân chỉ Lưu Tiến, giúp tôi chôn sống hắn ta. Cái gì? Chu Nghĩa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến đổi vài lần, nói, Lục tiên sinh, đây là ân oán giữa ngài và Lưu Tiến, giờ kêu tôi tới chôn hắn ta, có phải có chút không thỏa đáng? Chu Nghĩa không phải sợ giết người. Nói thật, để đến được địa vị này trên tay hắn ta không thể không có mấy mạng người. Chẳng qua là hắn ta cảm thấy, dù sao Lưu Tiến cũng từng có thâm giao với mình, lần này hắn ta không giúp đỡ Lưu Tiến, đã xem như vô cùng nể mặt Lục Vân, thế nhưng là Lục Vân còn muốn hắn ta chôn Lưu Tiến, có chút quá đáng rồi hay không? Thế nào, anh không muốn? Lục Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta. Chu Nghĩa cau mày. Trầm mặc một lúc lâu sau nói ra, thật có lỗi Lục tiên sinh, thứ cho tôi khó lòng làm theo. Mã Trạch chẳng qua là cảnh cáo bọn họ tránh xa Lục Vân, cũng không có nói bọn họ nghe lệnh Lục Vân làm việc, cho nên Chu Nghĩa cũng không tính nhúng tay vào chuyện này, nói xong cũng quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng này lúc lại nghe Lục Vân thở dài một hơi nói ra, ai,
Mã Tam gia còn nói cái Hắc Long lệnh gì đó dùng rất tốt, giờ xem ra cũng đâu tốt gì mấy, có khác gì sắt vụn đâu. Nói xong tiện tay ném luôn ra ngoài. Lệnh bài băng sắt rơi xuống đất, kim loại va chạm với mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh. Chu Nghĩa nhìn xuống. Đôi mắt hắn ta chợt mở to. Hắc Long lệnh. Đây là lệnh bài có quyền lực cao nhất trong Hắc Hổ Đường của họ, nhìn thấy lệnh bài này tương đương với việc nhìn thấy Mã Tam gia. Chu Nghĩa không bao giờ ngờ được Mã Tam gia sẽ giao Hắc Long lệnh cho Lục Vân, như vậy có khác gì giao cả Hắc Hổ Đường cho hắn. Đường chủ Hắc Báo Đường, Chu Nghĩa, xin ra mắt Lục tiên sinh. Chu Nghĩa vội vàng cầm lấy lệnh bài, quỳ xuống đi tới trước mặt Lục Vân, hai tay dâng lên. Tất cả các thành viên của Hắc Báo Đường phía sau cũng quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Lục Vân khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không vươn tay ra nhận lệnh bài, chỉ nói, trước tiên anh cầm đi, giải quyết xong chuyện hôm nay lại nói sau. Mặc dù Chu Nghĩa có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lúc này, Lưu Tiến đã sợ chết khiếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Long lệnh, hẳn ta biết mình sắp chết đến nơi rồi. Hẳn ta vội vàng ôm chân Lục Vân cầu xin sự thương xót, ngài Lục, ngài là ông là cha của tôi. Tôi đã từng ngu ngốc và mù quáng, xin hãy tha thứ cho tôi lần này, sau này tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Bốp! Lục Vân tát hẳn ta một cái, nói, gọi tôi là ông, anh định lăng nhục tôi đó sao? Nếu tôi có đứa cháu như anh thì tôi đã sớm tự sát cho rồi. Chu Nghĩa thận trọng hỏi, Lục tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút. Lưu Tiến đã làm sai điều gì mạo phạm đến ngài không? Đây cũng là chuyện Lưu Tiến muốn hỏi. Không thể là do cô phóng viên xinh đẹp kia đâu đúng không? Chuyện đó đã qua lâu như vậy, Lục Vân không thể đợi đến bây giờ mới tới đây tính sổ được, mà người bị đá vào đầu ngày hôm đó rõ ràng là Lưu Tiến, muốn báo thù cũng là Lưu Tiến đến tìm Lục Vân mới đúng, không phải Lục Vân tìm đến hắn ta. Vì vậy, chuyện Lưu Tiến bị đánh hôm nay rất khó hiểu. Nguyên nhân chính là sau khi Lục Vân tiến vào không nói lý do đã bè đầu làm loạn, Lưu Tiến nhìn thấy hẳn, cũng không thèm hỏi nguyên nhân, chỉ lo nghĩ Chu Nghĩa đến sẽ giết Lục Vân ngay, có lý do gì cũng không quan trọng. Nhưng sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiến. Chu Nghĩa không giúp đỡ hắn ta mà lại đứng về phía Lục Vân, điều đáng sợ hơn nữa là Lục Vân thực sự đã hạ gục Black Dragon Order. Lưu Tiến biết mình xong đời. Nhưng cho dù chết, cũng phải cho hẳn ta minh bạch chút đúng không? Suy nghĩ của Lưu Tiến thay đổi, hẳn ta bắt đầu cấp bách muốn biết lý do tại sao hôm nay Lục Vân đến đây. Lục Vân lạnh lùng nhìn và nói, anh nên hỏi tên cặn bã kia chứ không phải tôi. Chu Nghĩa ngay lập tức nhìn Lưu Tiến, hét lên, Lưu Tiến, anh đã làm sai điều gì với Lục tiên sinh, chính anh cũng không biết sao. Khuôn mặt Lưu Tiến sụp đổ. Hẳn ta thường làm rất nhiều điều ác. Giờ làm sao hẳn ta biết được việc nào đã mạo phạm tới Lục Vân? Những việc có thể liên quan đến Lục Vân, chỉ có thể là lần hắn ta tình cờ gặp Lục Vân đi mua sắm với cô phóng viên xinh đẹp kia, lúc đó hẳn ta có cố ý bới móc gì đó có lỗi với Lục Vân đúng không? Cho nên, Lưu Tiến ngập ngừng nói, chẳng lẽ, là người phóng viên xinh đẹp lần đó, tôi không nên cố ý bắt lỗi. Chặt ngón tay của hẳn ta, Lục Vân nói với giọng lạnh lùng. Rõ ràng. Lưu Tiến đã đoán sai. Giờ Chu Nghĩa đã xem những gì Lục Vân nói là mệnh lệnh, hẳn ta lập tức tiến lên đè lấy bàn tay của Lưu Tiến, nói, Lưu Tiến, đừng nói tôi không niệm tình cũ, chỉ có thể trách anh chọc nhầm người, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ra tay nhanh hơn để giảm bớt đau đớn cho anh. Nói xong liền giơ tay chém xuống, đầu ngón tay rơi xuống đất. Chu Nghĩa cũng là loại người hung ác, máu loãng tung tóe đến trên mặt, nhưng mắt cũng không thèm chóp một cái. A, à, Lưu Tiến thê lương kêu to, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau. Mặt Lục Vân không chút biểu cảm nói, cho hắn đoán lại lần nữa. Còn đoán, đã nói đoán sai liền cắt ngón tay. Lưu Tiến làm sao dám tùy tiện há miệng, thế nhưng Lục Vân thấy hẳn ta không nói lời nào, lại ra lệnh cho Chu Nghĩa, chặt thêm một ngón nữa. Lưu Tiến như thế nào cũng không nghĩ tới, mình không nói lời nào. Cũng bị chém nứt một ngón tay, toàn thân lập tức đau đến run rẩy, trợn mắt nhìn thẳng. Đoán lại, mạnh mẽ chống đỡ đau nhức kịch liệt trên tay, Lưu Tiến vô lực nói, chẳng lẽ là chuyện tôi đụng chết lão già mấy hôm trước, xong tìm người thế tội. Chém, lại một tiếng hét thảm vang lên,
Lưu Tiến liền đứt ba ngón tay, đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Lục Vân lạnh lùng nói ra, cứu hắn tỉnh lại, cho hắn đoán tiếp. Mà ngay cả Chu Nghĩa cũng nhịn không được mà run lên, độ tàn nhãn của vị Lục tiên sinh này không dưới mình là bao, Lưu Tiến đắc tội hẳn, thật sự là ngược lại tám đời huyết môi sao. Sao những điều xui xẻo mà một người gặp trong tám kiếp? Lưu Tiến bị cưỡng chế tỉnh lại, hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn Lục Vân, quát, ngài là ma quỷ. Là ma quỷ. Nói nhảm, chém. Lúc năm ngón tay trên bàn tay phải sót lại một ngón cuối cùng, Lưu Tiến đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vì sao Lục Vân sớm không tới trễ không tới, giờ đã trễ thế? Này còn tới câu lạc bộ này để tính sổ. Hắn ta đột nhiên cả kinh, nói chẳng lẽ là bởi vì chuyện của nữ sinh viên hôm nay? Anh đoán đúng rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, tựa như thẩm phán vừa ra phát quyết vừa đi về hướng Lưu Tiến, nháy mắt bỗng nhiên hẳn lấy dao nhỏ trong tay Chu Nghĩa, chém xuống. A! À, Lưu Tiến kêu thảm thiết nói ra, vì sao tôi đoán đúng rồi? Vẫn muốn chặt ngón tay của tôi. Trong mắt Lục Vân lạnh như băng nhìn chăm chú hẳn ta, chậm rãi nhổ ra một câu, tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế, năm ngón giờ chỉ còn một làm tôi không thoải mái. Lưu Tiến nào dám có ý kiến? Nếu Lục Vân đã muốn chặt ngón tay của hẳn, cái gì cũng có thể trở thành lý do, cho nên hẳn ta chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Lục tiên sinh, tôi thật sự không biết nữ sinh viên kia có liên hệ gì với ngài. Muốn trách thì trách tên khỉ ốm này, là do cậu ta đưa nữ sinh viên đó đến cho tôi. Lưu Tiến dùng bàn tay còn năm ngón nguyên vẹn của mình chỉ về phía người đàn ông gầy gò bên cạnh. Sau khi bị Lục Vân ném từ lầu 2 xuống đến giờ gã vẫn còn nằm trên mặt đất, không phải bởi vì thương thế quá nặng, mà là vì đứng lên rồi cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ dễ làm bia ngắm cho người ta, không bằng cứ nằm giả chết ở đây là được rồi. Không thể không nói chiêu này của hẳn ta rất hữu dụng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lục Vân vẫn chưa chú ý tới gã. Thế nhưng một cái chỉ tay này của Lưu Tiến trực tiếp làm cây đuốc dẫn lửa tới người khỉ ốm. Cho nên gã đâu thèm việc gì nữa, sau khi bật dậy khỏi mặt đất liền chạy như điên đi. Một màn vừa phát sinh, gã đã chứng kiến hết thảy, đến Lưu Tiến cũng bị tra tấn thảm như vậy, gã có thể tốt hơn sao? Có thể trốn thì cứ trốn. Kết quả chứng minh là gã quá mức ngây thơ rồi, bốn phía đều là thành viên của Hắc Báo Đường, gã có thể chạy trốn tới chỗ nào được, còn chưa lao ra khỏi cửa câu lạc bộ, đã bị bắt trở về chặt hết tay chân, lúc này thật sự không bò dậy nổi. Lục Vân mặt không biểu tình nói, chôn sống hết cả hai. Nghe được câu này, Lưu Tiến lần nữa hôn mê bất tỉnh, lần trước là đau nhức đến mức ngất đi, lần này là bị dọa đến ngất đi. Đến bây giờ hẳn ta mới biết được, tại sao Lục Vân lại để hắn ta đoán nguyên nhân, căn bản không phải là cho cơ hội, mà là mượn chuyện này để tra tấn hẳn ta việc đó. Hắn thật sự là ma quỷ mà. Chôn sống cả hai đi. Lục Vân sai bảo xong thì không tính tiếp tục nán lại nơi này, chuẩn bị giao những chuyện sau đó cho Chu Nghĩa xử lý. Mới đi ra cửa câu lạc bộ thì đã thấy Chu Nghĩa đuổi tới, cung kính nói, Lục tiên sinh, ngài quên cầm Hắc Long lệnh. Lục Vân lách lách đầu và nói, ông trả khối Hắc Long lệnh này lại cho Mã Tam gia, cứ nói tôi không dùng đến, về sau chỉ cần Hắc Long hội các người không trêu chọc Lục Vân này nữa là được. Hẳn đang phân rõ giới hạn với Hắc Long hội. Trước nay Lục Vân không muốn có quá nhiều liên lụy với Hắc Long hội, cũng từng cảnh cáo Mã Tam gia, đừng mưu toan kéo mình xuống nước. Lúc trước sở dĩ nhận lấy Hắc Long lệnh là vì nghĩ có lệnh bài này thì hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng sau đó nghĩ lại thì không ổn, với thân phận của mình mà cầm một khối lệnh bài đại diện cho thế lực Hắc Ám, cho dù mình không có ý cấu kết, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Ví dụ như vừa rồi, sau khi lấy ra lệnh bài này, thái độ của đám người Chu Nghĩa đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn không phải coi mình là cấp trên của họ sao. Chỉ sợ khi tin tức này truyền ra thì tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn thật sự trở thành ông lớn mới của Hắc Long hội. Vậy thì hết đường chối cãi còn gì. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Lục Vân nhìn thấy đám người Chu Nghĩa quỳ trước mặt mình thì bỗng cảm thấy không khỏe. Tôi đại diện cho ánh sáng, đại diện cho thanh niên tốt thời đại mới. Sao có thể để thế lực Hắc Ám ăn mòn linh hồn của mình chứ? Cho nên Lục Vân quyết đoán quyết định, sau khi chuyện tối hôm nay xong xuôi thì sẽ trả Hắc Long lệnh lại cho Mã Tam gia. Chu Nghĩa như đã đoán ra suy nghĩ của Lục Vân, nhỏ giọng nói thầm một câu, sự tàn nhãn khi anh xử lý hai người Lưu Tiến lúc nấy không yếu hơn lão đại chúng tôi bao nhiêu.
Hành động này có thể gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ. Chu Nghĩa nói câu này rất khẽ, vốn tưởng rằng Lục Vân không có khả năng nghe thấy, kết quả lại nghe tiếng của Lục Vân truyền về từ cách đó 10 mét, rõ ràng tôi là lấy ác trừng trị ác, sao gọi là tàn nhãn chứ? Chu Nghĩa đầy kinh ngạc, tôi chỉ nhỏ giọng nói thầm một câu mà cách 10 mét anh vẫn nghe thấy thấy sao? Đại ca anh là Thuận Phong Nhĩ à? Về chuyện của Lý Hân, Lục Vân chỉ có thể làm được nhiêu đó. Còn mấy việc trấn an còn lại và vấn đề chi phí giải phẫu của cha cô thì căn bản không phải chuyện khó đối với Thẩm Tĩnh Nghi. Còn vấn đề tu luyện, Thẩm Tĩnh Nghi thật sự rất bỏ công, nhưng ngặt nổi thiên phú không bằng Liễu Yên Nhi, hơn nữa bị trì hoãn vì chuyện của Lý Hân nên tới bây giờ cô vẫn chưa cô đọng ra chân khí. Nhưng Lục Vân cũng không vội. Mấy ngày sau, Diệp ra. Diệp Khuynh Thành thần bí dẫn Lục Vân đi vào phòng khách, tiểu Lục Vân. Chị giới thiệu một người cho em quen biết. Đi vào thì thấy trên sofa có một thanh niên đang ngồi, tuổi chỉ nhỏ hơn Lục Vân một chút, đại khái chừng 19 không đến 20. Thằng nhóc này nhìn có vẻ rất bảnh trai, gương mày hơi giống với Diệp Khuynh Thành. Từ ánh nhìn đầu tiên Lục Vân đã đoán ra thân phận của cậu ta. Em trai của Diệp Khuynh Thành là dạng có quan hệ huyết thống. Quả nhiên đã nghe Diệp Khuynh Thành giới thiệu, tiểu Lục Vân, chị giới thiệu với em một chút. Đây là em ruột của chị Diệp Vô Địch, hai ngày trước cố ý gấp rút trở về từ đại học. Kinh thành để nhận chị. Vô Địch, đây là tiểu Lục Vân, cũng là em chị, nhưng nó lớn hơn em một chút, cho nên em phải gọi là anh. Chị, không phải chị đang nói giỡn chứ? Diệp Vô Địch đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, sau đó chuyển mắt qua Lục Vân, mặt đầy địch ý, em với người này không có chút huyết thống nào cả, dựa vào cái gì gọi anh ta là anh? Có thêm một người chị còn chưa tính, dù sao cũng có quan hệ huyết thống, nhưng người tên Lục Vân này là thế nào? Hẳn xứng để mình kêu là anh à. Diệp Vô Địch lập tức không phục. Diệp Khuynh Thành nhíu mày liễu lại, lúc này đột nhiên nghe Lục Vân nói, đúng vậy, chúng ta không có quan hệ huyết thống, hơn nữa trước kia không quen biết, cậu không thể gọi tôi là anh, cậu nên gọi là anh rể. Hắn cố ý nâng cao âm lượng. Anh rể, Diệp Vô Địch đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lục Vân cười nói, không sai, gọi nhanh lắm, kêu thêm vài tiếng anh rể nghe đi, anh rể vui vẻ thì sẽ cho bao lì xí lớn. Mặt Diệp Vô Địch lập tức tối sầm lại. Nghĩ thầm có phải người này có tật xấu hay không? Không nghe ra câu anh rể, vừa rồi của tôi là câu nghỉ vấn à, sao lại biến thành xưng hô rồi? Thật không biết xấu hổ. Diệp Vô Địch nghỉ hoặc nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, hỏi chị, thứ này thật là anh rể của em? Em. Diệp Khuynh Thành vừa định nói là tiểu Lục Vân đùa em chơi thì bỗng thấy Lục Vân đi nhanh lên, ném Diệp Khuynh Thành lên sofa, sau đó thì vả chan chát lên cặp đào căng mỏng kia. Nhìn thấy không, nếu anh không phải anh rể em thì dám đánh chị em vậy không? Diệp Vô Địch. Diệp Khuynh Thành. Đúng vậy, Vô Địch, cậu ấy chính là anh rể con phải nhớ kỹ gương mặt này, dù cậu ta hóa thành cho cũng là anh rể của con. Đúng lúc này, Khương Lam bỗng đi đến từ ngoài cửa. Nói với giọng điệu rất kiên định. Lúc này không chỉ Diệp Khuynh Thành đỏ mặt, ngay cả Lục Vân cũng xấu hổ thả tay khỏi cặp đào kia, nói, bác gái, tụi cháu chỉ đang đùa giỡn thôi. Cái gì mà đùa giỡn? Tôi mặc kệ, tôi chỉ tin cảnh vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, cậu đã nói mà không dám nhận, còn là đàn ông không vậy. Khương Lam khiêu khích nhìn Lục Vân mà nói. Đây là muốn cưỡng ép sao? Ánh mắt Lục Vân xoay chuyển. Khóe miệng bỗng hiện ra một nụ cười đầy thâm ý mà nói ác gái, cháu phát hiện sau khi cháu châm cứu cho bác trai thì sắc mặt của bác gái càng ngày càng hồng nhuận. Quả nhiên lời này vừa ra, trên gương mặt thiếu phụ còn rất quyến rũ của Khương Lam xẹt qua một tia đỏ ửng kiều diễm, sau đó bà trừng mắt, nhờ phúc của Lục Vân, hiện tại Diệp Hướng Vinh thật sự khỏe như voi như hổ. Khương Lam đã trống vắng mười mấy năm, cuối cùng cảm nhận được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có, tình cảm vợ chồng cũng nhanh chóng ấm lại. Nhưng sao nói chuyện này ra trước mặt con cái mình được? Khương Lam biết Lục Vân đang trả thù mình nên chừng Lục Vân một cái, hai người đều ngầm hiểu ngậm miệng không nói, không lấy đối phương ra nói giỡn nữa. Cái này gọi là ăn ý. Lục Vân và Khương Lam cùng ngậm miệng lại, không nói giỡn với đối phương nữa. Nhưng Diệp Vô Địch lại buồn bực, hai người này không thích hợp. Đặc biệt là vừa rồi khi ánh mắt bọn họ đối diện, vừa thấy là biết không bình thường. Hơn nữa còn lộ ra một tia mập mờ, bằng không vì sao mẹ lại mặt đỏ. Từ từ,
Diệp Vô Địch như phát hiện ra bí mật động trời nào đó, chạy như bay ra ngoài tìm được Diệp Hướng Vinh rồi nói cha, con có một chuyện phải báo với cha. Cậu ta thuật lại vẻ mặt và cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Diệp Hướng Vinh lộ vẻ xấu hổ, còn tưởng rằng chuyện của mình đã bị Diệp Vô Địch biết, nhưng dù sao hiện tại chứng bệnh khó nói của ông ta đã khỏi, dù Diệp Vô Địch biết cũng không sao. Cho nên con cảm thấy, chắc mẹ đã đội nón xanh cho cha rồi. Diệp Vô Địch sinh động như thật mà biểu thị một hồi, lại đột nhiên tổng kết ra một câu như vậy. Diệp Hướng Vinh nghe xong câu này thì thật sự xanh lè, nhưng không phải ở trên đầu, mà là mặt, là bị Diệp Vô Địch chọc tức đến xanh mặt. Cuối cùng Diệp Vô Địch không tránh được bị một trận đòn. Mà lúc này Diệp Khuynh Thành ở phòng khách rất bình tĩnh, hiển nhiên cô đã nhìn quen trường hợp này, bởi vì cô đã sớm phát hiện hình thức ở chung kỳ quái giữa cha mẹ và Tiểu Lục Vân nên không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Khương Lam bỗng nói, cháu ngoan, Khuynh Thành, đúng lúc mẹ có một chuyện muốn nói với các con, giữa trưa ngày mai, Âu Dương Túc mời cả nhà chúng ta đến chỗ ông ấy ăn cơm. Âu Dương Túc chính là cha của Âu Dương Minh Hạo, người cầm quyền đương thời của Âu Dương gia, có quan hệ rất tốt với Diệp Hướng Vinh, là dạng qua lại nhiều đời. Hai nhà lúc rảnh rỗi ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng thực bình thường. Khương Lam tiếp tục nói, hơn nữa lần này bọn họ còn cố ý dặn dò, phải dẫn cả hai con theo. Tụi cháu, Lục Vân kinh ngạc chỉ mình. Nếu chỉ dẫn Diệp Khuynh Thành đi thì Lục Vân còn có thể lý giải, nhưng rõ ràng hắn có xích mích với Âu Dương Minh Hạo, bọn họ sẽ tốt bụng mời hắn đi ăn cơm sao? Sợ là nghĩ cách làm mình xấu mặt thôi. Khương Lam giải thích, lần trước không phải Âu Dương Minh Hạo đến Giang Thành cùng chúng ta sao, kết quả cậu ta mất mặt một mình rời đi trước, xong việc lại cảm thấy băn khoăn, cho nên mới chuẩn bị xin lỗi cháu vào ngày mai. Đây là chuẩn bị làm lành với mình à? Lục Vân sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thầm phủ định suy nghĩ này, hắn từng gặp vô số người, kẻ có tính cách cao ngạo như Âu Dương Minh Hạo sao có thể băn khoăn vì chuyện lần trước kia chứ? Chắc anh ta chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Nói là mời mình ăn cơm nhận lỗi, sợ là đang ủ mưu gì đó đối phó mình. Lục Vân cũng không ngây thơ như vậy. Nhưng Diệp gia và Âu Dương gia đã qua lại nhiều đời, dù mình không nể mặt Âu Dương Minh Hạo thì cũng phải vuốt mũi Diệp Hướng Vinh và Khương Lam. Còn Âu Dương Minh Hạo suy nghĩ cái gì thì ngày mai tới hiện trường rồi sẽ biết. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân, chẳng lẽ còn sợ con trâu chấu nho nhỏ như anh ta sao? Rất nhanh, vào ngày hôm sau, đoàn người đi tới biệt thự cao cấp của Âu Dương Túc. Độ tuổi của Âu Dương Túc cũng cỡ Diệp Hướng Vinh, hai người rất thân nhau, tất nhiên không cần giới thiệu quá nhiều. Mà Diệp Vô Địch đã sớm quen biết người nhà Âu Dương Túc, hơn nữa quan hệ giữa cậu ta và Âu Dương Minh Hạo cũng không tồi. Trước kia khi Âu Dương Minh Hạo còn chưa đi du học, hai người còn thường xuyên chơi chung, cho nên trong hoàn cảnh này chỉ có Diệp Khuynh Thành và Lục Vân hơi cảm thấy xa lạ. Khuynh Thành, đây là chú Âu Dương của con. Khương Lam cười giới thiệu. Diệp Khuynh Thành lễ phép đi đến trước mặt Âu Dương Túc hô một tiếng, chào chú Âu Dương. Ha ha, ngoan, cháu Khuynh Thành quả nhiên đẹp như thiên tiên, Khuynh Quốc Khuynh Thành, khó trách thằng danh nhà chú luôn nhớ thương cháu. Không biết đã nhắc đến cháu trước mặt chú bao nhiêu lần rồi. Âu Dương Túc nhìn thấy Diệp Khuynh Thành thì trong lòng không nhịn được tán thưởng, thật không hổ là con gái của Khương Lam, gen di truyền này thật tốt. Cuộc hôn nhân này không thể thành công đúng là rất đáng tiếc. Âu Dương Túc cũng biết một chút về chuyện giữa Âu Dương Minh Hạo và Diệp Khuynh Thành, trong quá trình con trai nhà mình theo đuổi Diệp Khuynh Thành đã gặp một ít trở ngại, mà hôm nay trở ngại kia cũng tới nơi này. Nghĩ đến đây, Âu Dương Túc nhanh chóng chuyển mắt lên người Lục Vân. Ông ta chưa từng gặp Lục Vân, nhưng không cần nghĩ cũng biết người này chính là trở ngại giữa con ông ta và Diệp Khuynh Thành, hơn nữa hôm nay bọn họ còn lấy lý do nhận lỗi để mời cái trở ngại này đi theo. Âu Dương Túc muốn mượn cơ hội này xem người có thể đánh bại con ông ta có thật sự ưu tú như vậy hay không. Không đợi Khương Lam giới thiệu, Âu Dương Túc đã chủ động đi đến trước mặt Lục Vân và nói cậu chính là Lục Vân. Đúng vậy. Chào ông. Lục Vân nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói bình thản, thể hiện bốn chữ không kiêu ngạo không nịnh nọt vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng trong mắt Âu Dương Túc, ông ta lại cảm thấy Lục Vân này quá không lễ phép. Tôi là trưởng bối của cậu, dù thế nào cậu cũng nên thêm hai chữ thưa chú sau chữ chào chứ. Giọng điệu giao lưu ngang hàng này là thế nào? Âu Dương Túc rất khó chịu với Lục Vân, nhưng đâu biết rằng trong lòng Lục Vân, hắn chịu lên tiếng chào hỏi ông ta đã xem như rất nể mặt.
ngang hàng. Tôi thấy ông đang nằm mơ, cho dù lão tổ tông của Âu Dương gia các người bò ra khỏi quan tài cũng không dám nói mình ngang hàng với Vân Thiên Thần Quân. Lục Vân nhìn thẳng vào mắt ông ta, sau khi chào hỏi đơn giản xong thì không vô nghĩa với Âu Dương Túc nữa mà lập tức đi tìm chị Khuynh Thành chơi. Âu Dương Túc không nhịn được, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao Lục Vân cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhiều lắm là không lễ phép mà thôi. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nhìn ra Âu Dương Túc không vui, hai người nhìn nhau, đều cười khổ. Ấn tượng lúc trước của bọn họ đối với Lục Vân cũng là như thế, tổng kết thành một chữ để hình dung chính là, cuồng. Cuồng không giới hạn. Nhưng sau đó đủ loại thủ đoạn và thân phận của Lục Vân bị vạch trần, bọn họ phát hiện hắn căn bản không phải cuồng, mà nên gọi là tự tin. Có thực lực mà cuồng gọi là tự tin. Không thực lực mà cuồng gọi là ngốc. Lục Vân thuộc về trường hợp đầu tiên. Mới đầu vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng thực bài xích Lục Vân, nhưng hiện tại đã hoàn toàn coi Lục Vân là bảo bối, hận không thể dựng miếu để cung phụng hắn. Một trong những mục đích hôm nay họ tới Âu Dương gia cũng là vì làm sáng tỏ hiểu lầm này. Từ trước đến nay quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt, nếu vì hiểu lầm giữa các tiểu bối mà làm hai nhà sinh ra ngăn cách thì không nên. Vì thế Diệp Hướng Vinh vỗ vỗ bả vai Âu Dương Túc, cười nói, thế nào lão Túc, có phải ấn tượng đối với thằng nhóc này rất tệ đúng không? Thật ra lúc trước chúng tôi cũng giống anh. Âu Dương Túc cau mày, khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Hướng Vinh. Dù sao hiện tại còn cách giờ cơm một thời gian, không bằng chúng ta đến cái đỉnh sân sau ngồi hóng gió một hồi, vừa uống trà vừa nói chuyện, để đám tiểu bối tụi nó ở đây là được. Hiển nhiên Diệp Hướng Vinh đã quá quen với nơi này. Âu Dương Túc nghi ngờ nhìn đôi vợ chồng đó, không biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì. Ba người đi xuống sân sau ngồi, cô người làm bưng nước trà lên. Âu Dương Túc nhíu mày hỏi, lão Diệp, vợ chồng hai người làm gì vậy? Rốt cuộc đang úp úp mở mở cái gì? Chẳng lẽ thằng nhãi Lục Vân kia không đơn giản như mặt ngoài sao? Anh đoán đúng rồi, Diệp Hướng Vinh cười nói, còn nhớ buổi đấu giá từ thiện lần trước ở cung văn hóa hay không? Của Vân Lộc Đại Sư. Âu Dương Túc là đại diện phú thương của tỉnh Giang Nam, tất nhiên cũng được mời đi tham gia hội đấu giá lần đó nên cũng có ấn tượng, chỉ là ông ta không rõ chuyện này có liên quan gì đến Lục Vân. Diệp Hướng Vinh nói, buổi đấu giá từ thiện kia không chỉ triển lãm 10 tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư, đồng thời cũng là ra mắt sản phẩm mặt nạ thần cấp, Khuynh Thế Dung Nhan, này, mà hai việc này đều có liên quan đến Lục Vân. Nói tiếp, vẻ mặt Âu Dương Túc trở nên hơi nghiêm túc. Diệp Hướng Vinh dừng một chút rồi nói, Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư, mà công thức của Khuynh Thế Dung Nhan cũng là Lục Vân lấy ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Thân thể Âu Dương Túc lập tức chấn động, mặt đầy kinh ngạc mà nói, anh xác định không phải đang nói giỡn với tôi chứ? Là thật 100%. Vẻ mặt của vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng có chút phức tạp. Chuyện công thức là sau đó Diệp Khuynh Thành nói cho bọn họ, mà nói ra cũng hổ thẹn, chuyện Lục Vân là Vân Lộc Đại Sư do chính hắn cố ý lộ ra để vả mặt hai vợ chồng bọn họ. Cũng từ sau buổi đấu giá đó. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh mới bắt đầu ý thức được trước kia bọn họ thật sự coi thường Lục Vân. Âu Dương Túc hít sâu một hơi rồi nói, chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi. Vậy còn chưa xong, Diệp Hướng Vinh tiếp tục nói, lão Túc, tôi không sợ nói cho anh biết, thật ra mười mấy năm qua tôi vẫn luôn mắc chứng bệnh khó nói, việc này chúng tôi chưa bao giờ nói ra ngoài, nhưng Lục Vân liếc một cái đã nhìn ra vấn đề, còn giúp tôi trị hết bệnh này. Hiện tại đã hết bệnh nên ông ta có thể thoải mái nói ra, trước kia vẫn luôn giấu giếm. Làm như vậy chỉ vì muốn nói cho Âu Dương Túc, Lục Vân không chỉ có thân phận Vân Lộc Đại Sư, không chỉ lấy ra công thức mặt nạ thần cấp, đồng thời còn là một vị thần y có y thuật cao siêu. Âu Dương Túc lại hít sâu một hơi. Nhưng lúc này, Khương Lam lại mở miệng nói, còn chưa xong. Còn chưa xong. Âu Dương Túc đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Lục Vân là một tu võ giả, hơn nữa còn là một tông sư hóa cảnh. Khương Lam chậm rãi phun ra một hơi rồi nói. Tu võ giả, tông sư hóa cảnh. Lúc này không chỉ Âu Dương Túc, ngay cả Diệp Hướng Vinh cũng bị câu này dọa nhảy dựng lên, đôi mắt trừng thật lớn. Ông ta cũng mới biết tin này vào hôm nay, nhiều ngày qua Khương Lam chưa từng nói với ông ta. Không sai, cậu ta là một tông sư hóa cảnh. Khương Lam giải thích, lần trước khi tôi nói chuyện với Tề Thương Lan thì ông ta không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên tôi có đi thăm dò Lục Vân,
phát hiện cậu ta thật sự không đơn giản, có thể bước đi trên mặt sông chảy xiết, như dẫm trên đất bằng, đây là năng lực chỉ có tông sư hóa cảnh mới có. Ồ, lúc này Âu Dương Túc hoàn toàn kinh sợ. Trước đó ông ta còn buồn bực, rốt cuộc Lục Vân ưu tú đến mức nào mới làm vợ chồng Diệp Hướng Vinh lau mắt mà nhìn, đặc biệt là Khương Lam tầm mắt cực cao cũng không phản đối Lục Vân và con gái ở bên nhau. Vừa rồi nghe bọn họ nói như vậy, Âu Dương Túc đã hiểu con của mình Âu Dương Minh Hạo căn bản không là cái rắm gì trước mặt Lục Vân. Đồng thời ông ta cũng lý giải sự ngông cuồng của Lục Vân. Dù đứng trước mặt tu võ giả, tông sư hóa cảnh cũng có tư cách ngông cuồng, huống chi Âu Dương Túc chỉ là người thường, còn vọng tưởng Lục Vân lễ phép với mình. Ngẫm lại tâm lý lúc nãy, Âu Dương Túc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Khương Lam thở dài và nói, những lời này chúng tôi không tiện trực tiếp nói với Minh Hạo, sợ đả kích lòng tin của nó, cho nên mới nhân cơ hội hôm nay làm sáng tỏ hiểu lầm với ông. Bà không chỉ một lần ám chỉ Âu Dương Minh Hạo, nhưng Âu Dương Minh Hạo chưa từ bỏ ý định, Khương Lam còn có cách nào đây, cũng không thể chỉ vào mũi Âu Dương Minh Hạo mà nói, thằng nhỏ ngốc, cháu đừng si tâm vọng tưởng, đứng trước mặt Lục Vân đẹp trai châu bò thì cháu chỉ là cặn bã. Nói vậy thì tàn nhẫn quá. Trong lúc vợ chồng Diệp Hướng Vinh và Âu Dương Túc trò chuyện, ở sân trước có một người xuất hiện, đó là một người Đông Dương dưới mũi có nhúm râu đen. Hiển nhiên Âu Dương Minh Hạo sớm đã biết trước người Đông Dương sẽ đến, lập tức cười tiến lên nghênh đón, hơn nữa thuần thục dùng tiếng Đông Dương nói chuyện vài câu với anh ta. Diệp Vô Địch tò mò hỏi, anh Minh Hạo, anh với thằng quỷ Đông Dương này nói cái gì vậy? Không có gì, chỉ chào hỏi đơn giản mà thôi, anh giới thiệu với em một chút, anh ta là người bạn anh quen lúc đi du học ở Đông Dương, tên là Ichisuke Aikawa, là cao thủ tê quân do rất lợi hại. Mấy ngày hôm trước vừa tới Long Quốc, chuẩn bị xây một quán tê quân do ở chỗ chúng ta. Trước đó Âu Dương Minh Hạo du học ở Đông Dương có từng học tê quân do 2 năm, lúc ấy anh ta đã quen biết Ichisuke Aikawa. Ichisuke Aikawa không học giữa chừng như Âu Dương Minh Hạo, mà từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập tê quân do, sớm đã đến trình độ đai đen. Xin chào, Âu Dương Minh Hạo giới thiệu xong thì Ichisuke Aikawa cũng nặn ra hai chữ trung bập bẹ. Chủ động chào hỏi Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch nhìn không được mà cười nói, a, thằng quỷ Đông Dương này cũng khá thú vị đó. Này, tối nghe hiểu được một chút tiếng Trung, xin cậu đừng gọi tối là thằng quỷ, bằng không tối sẽ tức giận. Ichisuke Aikawa đột nhiên sụ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Vô Địch xin lỗi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh Hạo và nói, anh Minh Hạo, người bạn Đông Dương này là anh mời đến ăn cơm sao? Đúng vậy, Âu Dương Minh Hạo gật gật đầu, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Đương nhiên Ichisuke Aikawa là anh ta mời đến, nhưng có phải tới ăn cơm không thì chưa chắc. Chấm. Phía trước một vườn hoa tươi tốt, Diệp Khuynh Thành hơi cong người, nghiêm túc đánh giá mấy đóa hoa nhỏ màu hồng trong vườn, nói, mấy đóa hoa hồng này trông thật xinh đẹp, có nên hái mấy đóa về rồi cắm trong nhà chúng ta trang trí không? Em thấy được đó, rất đẹp. Có thể hái thêm mấy đóa để cắm thêm mấy chỗ. Lục Vân đáp lại, tầm mắt lại không nằm trên những đóa hoa đó, mà dừng lại trên đường cong nóng bỏng phát họa ra khi Diệp Khuynh Thành khom lưng ngắm hoa. Chỉ có thể nói là mỹ nhân ngắm hoa, tôi ngắm mỹ nhân. Tiểu lưu manh, mắt em nhìn đâu vậy hả? Lục Vân đang xem say sưa thì đột nhiên nghe thấy Diệp Khuynh Thành quát lên một tiếng, cô đứng thẳng dậy, đường cong kia lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Vân. Cũng không thể nói biến mất. Phải nói là Diệp Khuynh Thành đã quay lại, dùng đôi mắt xinh đẹp căm tức nhìn Lục Vân. Hiển nhiên cô đã phát hiện ánh mắt không thành thật vừa rồi của Lục Vân. Lục Vân bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, đánh cũng đã đánh rồi, còn để ý nhìn thêm vài lần làm gì. Là người khác thì em còn lười xem. Em nói cái gì? Khụ khụ, ý em là Diệp Vô Địch quá không hiểu chuyện, không đi cùng với đại mỹ nữ là chị mà cố tình chạy tới bám lấy Âu Dương Minh Hạo. Chị nói xem có phải cậu ta có vấn đề về phương diện kia hay không. May mà vừa rồi Diệp Khuynh Thành không nghe rõ, Lục Vân vội vàng thay đổi đề tài. Quả nhiên Diệp Khuynh Thành không so đo mà nói bừa cái gì vậy, là chị kêu Diệp Vô Địch đi đấy. Chị kêu, vừa rồi em chỉ dừng lại nói chuyện một câu với Âu Dương Túc thôi, mới một lát như thế mà chị em hai người đã giận dỗi. Không thể nói là giận dỗi. Chủ yếu là nó mở miệng thì nói muốn tác hợp chị với Âu Dương Minh Hạo, chị phiền quá nên bảo nó cút được bao xa thì cút. Thì ra là thế,
Lục Vân cười cười. Phỏng chừng Diệp Vô Địch còn không biết Âu Dương Minh Hạo và bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên chạy tới làm bà mối, sao Diệp Khuynh Thành có thể nể mặt cậu ta? Đáng đời. Hừm, tiểu Lục Vân, sao chị nhìn thấy một tia vui sướng khi người gặp họa trên mặt em? Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhìn chăm chú Lục Vân mà hỏi. Nụ cười trên mặt Lục Vân lập tức tắt, lắc đầu nói chị nhìn lầm rồi. Phải không? Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, vẫn dán mắt nhìn chăm chú vào Lục Vân, hình như muốn vạch trần tâm tư của hắn. Lục Vân kiên định nói, chị nhìn lầm rồi. Thật ra tâm tình của hắn rất phức tạp, cứ như có một món đồ chơi mình rất thích, đột nhiên có một ngày, một người chạy ra nói muốn chia đi một nửa, cảm giác này rất khó chịu. Diệp Vô Địch xuất hiện mang đến cảm giác như vậy cho Lục Vân. Đổi cách nói chính là, ghen. Trước kia Diệp Khuynh Thành chỉ là chị của một mình hắn, hiện tại biến thành chị của hai người, đương nhiên trong lòng Lục Vân thực hụt hẫng. Sớm biết như vậy còn không bằng lúc trước lớn mật một chút, xác nhận luôn thân phận anh rể này. Tiểu Lục Vân, trong lúc Lục Vân suy nghĩ xuất thần, Diệp Khuynh Thành bỗng cười thật xinh đẹp và nói, chị biết em suy nghĩ cái gì, hiện tại chị có thể trả lời em, nếu phải lựa chọn giữa em và Diệp Vô Địch thì chị vẫn sẽ chọn em. Thì ra Diệp Khuynh Thành đã sớm nhìn ra sự không thoải mái trong lòng Lục Vân. Không có quan hệ huyết thống thì thế nào, tình cảm giữa cô và Lục Vân đã sớm không thể dùng huyết thống để cân nhắc. Lục Vân cảm động không thôi, nói chị Khuynh Thành, chị không cần lựa chọn, chị có thể có được cả hai. Vậy về sau không cho em ghen tị nữa đấy. Sẽ không, Lục Vân cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh và nói, dù sao chỉ cần Diệp Vô Địch là em trai của chị. Em làm anh rể của Diệp Vô Địch, vậy vĩnh viễn sẽ không ghen tị. Em tưởng bở, Diệp Khuynh Thành vươn ngón tay ngọc ra gõ đầu Lục Vân, trong lòng lại rất sung sướng, thậm chí còn có một tia chờ mong. Đang lúc ấm áp, chỗ cua quẹo bỗng xuất hiện một người, đó chính là Ichisuke Aikawa, chỉ thấy anh ta vươn một ngón tay ra chỉ vào Lục Vân và nói anh, ánh với tối. Diệp Khuynh Thành ngạc nhiên, sao lại có một người Đông Dương chạy ra thế này? Lục Vân cũng hơi sửng sốt. Ichisuke Aikawa lặp lại lần nữa bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo, anh, ánh với tối. Lúc này Lục Vân mới phản ứng lại, anh ta đang nói, anh đánh với tôi, lập tức quái lạ mà nhìn anh ta và nói, vì sao tôi phải đánh với anh? Thật không thể hiểu được. Lúc này, giọng nói của Âu Dương Minh Hạo cũng truyền đến từ chỗ cua quẹo, anh Ichisuke là bạn của tôi, nghe nói công phu của anh rất lợi hại nên muốn so đấu một chút, cũng không có ác ý. Lúc này Lục Vân làm sao còn không hiểu. Người có tâm địa không tốt như Âu Dương Minh Hạo, sao có thể mời hắn đến ăn tối để chuộc lỗi, chỉ sợ bên trong đã đào sẵn một cái hố sâu không đáy, đợi hắn tới dính bẫy mà thôi. Liệu Lục Vân có sợ nhảy vào cái hố này không? Dĩ nhiên là không. Nhưng hắn không có nhu cầu đó. Cho nên Lục Vân lắc đầu và nói, xin lỗi, tôi không có tâm trạng để đấu với anh không phải đối thủ của tôi, đồ ngu xuẩn. Hơn nữa anh còn không biết mình đang bị lợi dụng. Hắn không một chút kiêng kỵ nào khi nói lời này, bởi vì nói ra Ichisuke Aikawa cũng không thể hiểu được. Quả nhiên Ichisuke Aikawa cũng chỉ hiểu một nửa câu, anh ta đưa mắt nhìn Âu Dương Minh Hạo để được giúp đỡ, muốn anh ta giúp mình dịch nửa câu sau. Âu Dương Minh Hạo vẫn bình tĩnh, nói vài câu bằng ngôn ngữ của phương Đông, dịch là Lục Vân đang khinh thường anh ta, nói rằng taekwondo của anh ta không chịu nổi một kích của hắn. Ichisuke Aikawa lập tức nổi giận, ba ca sao? Quá đáng, hôm nay cậu phải đấu với tôi một trận. Sao ngu ngốc trong tiếng Nhật? Nói xong anh ta liền tạo dáng taekwondo, một chân đứng thẳng, một chân đá quét không khí trước mặt Lục Vân, cú đá sắc bén xé gió phát ra tiếng vù vù. Có thể nhìn ra được, anh ta rất có bản lĩnh. A hát, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, phải không? Lục Vân lại cảm thấy thú vị. Liếc nhìn Âu Dương Minh Hạo đang cười thầm một cái, lạnh lẽo nói, hay lắm tên nhãi này, anh rất hợp làm phiên dịch viên đó, không đi làm Hán gian thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Sắc mặt Âu Dương Minh Hạo hơi thay đổi. Lục Vân không đợi anh ta nổi giận, tiếp tục nói, hiện tại anh có thể nào dịch là, tôi muốn hỏi anh ta một cước 15 năm công lực này của tôi, thì anh ta có dám tiếp không? Vừa dứt lời. Phanh. Căn bản Lục Vân không làm ra bất kỳ động tác hoa mỹ nào, hắn chỉ nhấc chân phải lên, sau đó thả xuống, liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, xung quanh miệng hố xuất hiện các đường nứt giống như mạng nhện lan tràn.
chấm chấm chấm. Hiện trường nhất thời rơi vào trạng thái yên lặng trong giây lát. Lúc này, giọng nói Lục Vân đột nhiên lại vang lên, nói, lại thêm một cước 15 năm công lực, anh dịch cho anh ta, hỏi anh ta có dám tiếp hay không. Bang! Lần này là chân trái. Một cái hố khổng lồ khác, với những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Chấm chấm chấm. Không cần Âu Dương Minh Hạo phiên dịch, khí thế đáng sợ này đã làm cho cái Ichisuke Aikawa kinh hãi, anh ta không ngừng kêu to, Long Quốc. Tôi sợ quá, tôi muốn trở về nhà. Đừng nói là đai đen taekwondo, cho dù có trang bị đôi chân bằng sắt, thì anh ta cũng không chịu nổi uy lực từ hai cước này của Lục Vân. Âu Dương Minh Hạo cũng suýt tè ra quần. Anh ta đấu đá với Lục Vân là chỉ vì ghen tuông, nên luôn muốn chống đối Lục Vân. Anh ta cho rằng thị lực của Diệp Khuynh Thành có vấn đề mới chọn hắn, nhưng cho đến tận ngày hôm nay anh ta mới nhận ra rằng, người có vấn đề về thị lực thực sự là anh ta mới đúng. Chỉ một cước thôi đã tạo ra một cái hố to trên sàn bê tông. Đó là gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết, đây là thực lực chỉ có võ giả mới có. Lúc Âu Dương Minh Hạo nhận ra người mà anh ta căm ghét bấy lâu nay thực sự là một võ sư thì anh ta lập tức sợ đến ngu người. Lục Vân đến vỗ vỗ vai anh ta, cười nhạt nói, người trẻ tuổi, anh muốn giành phụ nữ với tôi sao, anh còn quá non. Anh nghĩ tôi cần heo ăn thịt hổ sao với anh sao? Giả trang thành bộ dáng vô hại để đối phó với kẻ thù. Ngây thơ, sức mạnh của tôi thực sự nằm ở đây, bản thân tôi đã là một con rồng, tôi muốn ăn thịt một con hổ như anh, cũng chỉ cần vài phút mà thôi, thế thì tôi còn cần giả heo làm gì? Huống chi, Âu Dương Minh Hạo căn bản không phải hổ, thậm chí ngay cả đầu heo cũng không bằng. Lục Vân tùy tiện tiết lộ một, hai phần thực lực đã trực tiếp khiến anh ta choáng váng. Diệp Vô Địch ở một bên cũng sửng sốt một lúc lâu, lúc tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán nói, mẹ ơi! Anh rể, anh thật lợi hại, anh rể, anh chính là thần tượng của em. Đôi mắt của thằng nhóc này sáng rực lên. Lục Vân nói, thằng nhãi đầu đất này, lại có thể lật mặt nhanh như vậy, nhưng mà tôi không phải là anh rể của cậu, tôi càng không muốn làm thần tượng của cậu. Ha, ha, anh rể đang đùa em sao? Mẹ em đã nói, dù anh có hóa thành cho cũng phải nhớ rõ mặt anh vĩnh viễn là anh rể của Diệp Vô Địch em. Chỉ vài phút trước thôi. Chính Diệp Vô Địch cũng sẽ không tin cậu ta sẽ nói ra lời như vậy. Trên thực tế, từ hôm qua gặp Lục Vân, cậu ta đã bắt đầu đối địch với Lục Vân, kể cả ngày hôm nay, rõ ràng cũng không nói được mấy câu với Lục Vân. Cậu ta cảm thấy Lục Vân thật kéo xa so với Âu Dương Minh Hạo. Cho nên vừa rồi, khi nghe Ichisuke Aikawa nói muốn cùng Lục Vân giao thủ, Diệp Vô Địch đã ôm tâm trạng hả hê mà xem kịch, muốn nhìn thấy Lục Vân phải chịu đau đớn. Nhưng, bây giờ thì khác rồi. Hai cước của Lục Vân hoàn toàn dựng lên thành bức tường hình tượng cao hơn cả núi trong lòng Diệp Vô Địch. Võ giả, chỉ riêng danh hiệu này thôi đã oai phong hơn nhiều so với những người vừa học tập trở về từ phương Đông, hay những sinh viên đạt thành tích cao như hai bằng thạc sĩ. Vì vậy Diệp Vô Địch rất khôn ngoan mà thay đổi vị trí của mình, trở thành người hâm mộ nhỏ của Lục Vân. Chị, sao chị không ngạc nhiên? Trong mắt Diệp Vô Địch tỏa ra vẻ ngưỡng mộ. Nhưng sau khi nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, lại phát hiện trên mặt cô không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Diệp Khuynh Thành nhìn Lục Vân thật sâu, nói, thật ra, chị đã đoán được từ lâu rồi. Đoán được. Lục Vân cũng biết Diệp Khuynh Thành sẽ đoán được. Lúc này Diệp Khuynh Thành lại nói, nhưng mà chị chỉ đoán được một nửa, nửa còn lại là biết được từ chỗ Liễu Yên Nhi. Cô dừng một chút, trong con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra vài phần trêu tức, nhìn chằm chằm vào Lục Vân nói. Đừng cho là chị không biết, vào buổi tối em đi Đại học Giang Nam giảng bài, đã ở cùng một chỗ với Liễu Yên Nhi. Lục Vân đổ mồ hôi. Nói như vậy, hẳn là chị Khuynh Thành đã biết chuyện hắn là võ giả. Sự thật cũng chính là thế. Trải qua một trận nghiêm hình bức cung của Diệp Khuynh Thành, Liễu Yên Nhi đã khai ra hết những gì cô biết, kể cả chuyện Lục Vân là võ giả. Lúc vừa biết được tin này, Diệp Khuynh Thành cũng chấn kinh một phen. Cô đã sớm có suy đoán, Lục Vân có thể là một võ giả, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, còn kém một xíu nữa mới chạm tới sự thật, tiểu Lục Vân rõ ràng chính là một võ giả. Thật khó tin. Lục Vân nói, chị Khuynh Thành, còn nhớ chuyện em đã nói với chị ngày đầu tiên chúng ta gặp không, hiện tại chị đã biết em không có lừa chị rồi chứ. Lúc trước, ngày đầu tiên Lục Vân và Diệp Khuynh Thành quen biết nhau, hắn đã nói với Diệp Khuynh Thành,
mình đã tu luyện vài năm với một lão đạo sĩ ở chân núi, kết quả Diệp Khuynh Thành không tin, còn tưởng hắn đang kể chuyện tiên hiệp. Còn không phải tại em, một hồi nói mình đã ở chân núi 15 năm, một hồi còn nói mình là Vân Thiên Thần Quân, rốt cuộc em muốn để cho chị tin tưởng câu nào? Diệp Khuynh Thành u oán nói. Lục Vân 5 tuổi đã rời đi, cho tới hiện tại chỉ mới đầu 20, nếu quả thật dựa theo lời hắn nói, ở chân núi 15 năm, thì thời gian đâu chạy đến chiến trường biên cảnh, giành được danh xưng Vân Thiên Thần Quân. Thời gian này tính sao cũng không hợp lý. Đương nhiên Diệp Khuynh Thành không tin. Chủ yếu là bởi vì, lúc trước Lục Vân cảm thấy không cần nói đến chuyện 5 năm ở chiến trường biên cảnh, cho nên đã lượt bớt 5 năm này đi, không ngờ tới giờ lại làm Diệp Khuynh Thành nghi ngờ. Nhìn ánh mắt u oán của Diệp Khuynh Thành, Lục Vân cười khổ một tiếng nói như vậy là phải trách em sao? Đương nhiên phải trách em, tiểu Lục Vân, em phải nhớ kỹ một chân lý, phụ nữ xinh đẹp vĩnh viễn không nhận sai. Diệp Khuynh Thành dương cái cằm trắng nõn lên. Không nhận sai không có nghĩa là không sai. Thấy ngón tay của Diệp Khuynh Thành hướng về phía lỗ tai của mình, Lục Vân vội vàng dừng lại, đổi giọng nói, cái kia chị Khuynh Thành, nếu như hiện tại em nói cho chị biết. Em thật sự là Vân Thiên Thần Quân, chị có tin không? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành dừng trên người Lục Vân, lát sau bỗng nhiên trừng mắt, sâu xa nói, em cảm thấy tôi tin không? Em tin. Diệp Vô Địch đứng bên cạnh tích cực tranh đáp lời. Mặt Lục Vân tối sầm, tát một cái rô ót của cậu ta, em tin thì làm quái gì, em là đồ dây leo không có lập trường. ... Cuối cùng. Bữa cơm chưa ăn ở nhà Âu Dương Túc cũng rất thoải mái. Thái độ của Âu Dương Túc đối Lục Vân cũng biến đổi 180 độ, hoàn toàn xem hắn như đại gia mà cung phụng, chủ động bưng trà rót nước, thêm cơm thêm rau. Sau khi ăn xong càng nhiệt tình mang theo mấy người Lục Vân đi dạo mấy vòng trong sân vườn nhà mình. Buổi chiều, trở lại Diệp gia. Diệp Khuynh Thành một mình đi Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, em đã dạy Liễu Yên Nhi tu luyện được rồi không bằng cũng dạy cho chị đi. Lục Vân kinh ngạc nhìn cô một cái nói, giờ chị Khuynh Thành cũng hứng thú với chuyện tu luyện. Nghe Liễu Yên Nhi nói rất hay, chị cũng muốn thử xem. Cô mới không nói tâm tư của mình cho Lục Vân biết đâu, tựa như lúc trước Liễu Yên Nhi đã hôn vào má Lục Vân, cô cũng vô cùng muốn bá đạo hôn vào bên má còn lại của hắn. Em trai là của chung, phải công bằng. Lục Vân nói, vậy thì chắc chị Yên Nhi cũng đã nói với chị, công pháp tu luyện có tồn tại một vài vấn đề đúng không? Ừ. Diệp Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nó chị không ngại, chị chỉ hơi hiếu kỳ, muốn tự mình trải nghiệm xem người tu luyện khống chế chân khí sẽ có cảm giác gì, thế nào, em không muốn dạy sao? Đương nhiên làm em cam tâm tình nguyện, nhưng mà đây là Diệp gia, có chút phiền phức, chúng ta đến nhà trọ Liễu Giang đi. Vì vậy hai người cùng nói với vợ chồng Diệp Hướng Vinh một tiếng rồi rời khỏi Diệp gia, Diệp Vô Địch ba phải cũng muốn đi theo đi, kết quả bị Khương Lam bắt đem về phòng dạy dỗ. Đúng là không có mắt nhìn. ... Nhà trọ Liễu Giang. Diệp Khuynh Thành chuẩn bị đầy đủ, tâm tình vô cùng chờ mong. Lục Vân thì là dùng kim châm cứu đâm vào các huyệt vị đặc biệt trên người cô, rót chân khí vào, đả thông kinh mạch, trình tự cũng như lần dạy cho Liễu Yên Nhi tu luyện. Kế tiếp phải xem thiên phú của Diệp Khuynh Thành. Dù sao trước mắt chắc là Thẩm Tĩnh Nghi vẫn chưa cô động ra chân khí, từ kim đan của mình mà Lục Vân cảm nhận được giả đan trên người Liễu Yên Nhi. Nên cũng không biết Diệp Khuynh Thành cần bao lâu mới có thể cô đọng ra chân khí. Sau khi dặn dò đầy đủ, Lục Vân để Diệp Khuynh Thành lại một người trong phòng, còn hắn đi vào phòng khách ngồi xuống, bàn tay vuốt ve ghế sofa, bỗng nhiên hồi tưởng lại tình cảnh Liễu Yên Nhi bỏ qua bỏ lại buổi tối mấy hôm trước. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Vân đột nhiên nghĩ nảy ra một ý tưởng xấu xa, nếu như lúc này gọi Liễu Yên Nhi đến. Không biết sẽ xảy ra cảnh tượng gì. Kha kha. Nói làm liền làm. Lục Vân lúc này lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn. Chị Yên Nhi, đêm nay đến nhà trọ Liễu Giang tiếp tục tu luyện, mau đến đó. Chỉ lát sau. Liễu Yên Nhi hồi âm, chuyện lần trước bị chị cả phát hiện, còn phạt chị đóng cửa suy nghĩ đó, không đi. Đừng sợ, dù sao hai ngày này chị Khuynh Thành không ở nhà, chị vụng trộm chạy tới chị ấy cũng không biết mà. Em nói vậy làm chị nhớ tới, sáng hôm qua chị cả đã bắt em đi đến tỉnh thành, đến bây giờ còn chưa trở về, hai người ở bên kia làm gì đó, đến chi nhánh công ty thị sát. Hay là vụng trộm gạt bọn chị đi tu hành gì đó.
Đừng nói nữa, chị ấy gặp lại em trai ruột của mình, em thất sủng rồi. Ha ha ha, đáng đời. Đừng có hả hê, rốt cục đêm nay có làm hay không? Làm, ngoan ngoãn lên giường chờ lão nương tới đi. Nói đến hỗ trợ tu luyện, dù Liễu Hiên Nhi có tích cực đến mức nào thì lái xe từ Giang Thành tới đây cũng phải mất vài tiếng. Lục Vân ngồi xem TV trong phòng khách. Một lúc sau, Lục Vân đột nhiên nhảy dựng trên ghế sofa, trên mặt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy trong đan điền của mình có thêm một viên đan giả. Nhưng mà dường như chưa được bao lâu mà. Diệp Khuynh Thành đẩy cửa đi ra, trên gương mặt tràn ngập sự vui vẻ, thì ra cảm giác tu luyện là như thế này. Cô nhìn thấy trên những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của mình có một tia khí tức màu lam nhạt. Cảm giác thân thể khoan khoái hơn trước nhiều, hửm, tiểu Lục Vân, sao em lại nhìn chị như vậy? Diệp Khuynh Thành vô cùng kinh ngạc khi thấy Lục Vân đang nhìn cô chằm chằm. Lục Vân lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng nói chị có biết thiên phú tu luyện của mình đáng sợ cỡ nào không? Không ngờ chị mới tu luyện hơn một tiếng mà đã ngưng tụ ra chân khí rồi. Vốn tưởng rằng thiên phú của Liễu Yên Nhi đã đủ đáng sợ lắm rồi, thật không ngờ lại còn có người đáng sợ hơn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, thật sao? Đáng sợ vậy ư, Liễu Yên Nhi mất bao lâu? Cô thực sự không hiểu rõ lắm, cô chỉ biết rằng Tiểu Lục Vân là một tu luyện giả, em ba cũng là một tu luyện giả nên cô không muốn bị tụt lại phía sau. Vì thế, cô không hề biết gì về thiên phú của mình. Lục Vân hít sâu một hơi rồi nói, 3 tiếng. Vậy đúng là chị nhanh hơn em ấy nhiều rồi. Ha ha, nghe em nói như vậy, chị thực sự rất vui. Diệp Khuynh Thành cười nói. Thật sự chỉ thấy vui thôi sao? Nếu là người khác thì chắc kích động đến mức không ngủ được suốt 3 ngày 3 đêm mất. Dù sao thì Lục Vân cũng khá sốc. Từ lâu, hắn đã thấy mấy người chị của mình đều không đơn giản. Có lẽ để đến được với hắn, bọn họ đã phải trải qua hàng ngàn cuộc tuyển chọn. Đúng. Có lẽ là như vậy. Đây là một ván cờ lớn mà ai đó đã bày ra từ hơn 20 năm trước. Cảm giác của Lục Vân hiện tại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng qua mục đích của người đó là gì. Muốn hướng dẫn các chị cùng tu luyện. Lục Vân tạm thời vẫn chưa rõ nên chỉ có thể đi từng bước một. Có điều hắn chắc chắn lão đạo sĩ biết điều gì đó. Thật đáng tiếc là mạng lưới thông tin ám bộ của Lục Vân vẫn chưa tìm thấy bất cứ tin tức nào về lão đạo sĩ. Đã cử người tới đạo quán năm đó xem xét nhưng vẫn không hề có dấu vết của lão đạo sĩ. Nếu không Lục Vân đã tới gặp lão đạo sĩ để giải đáp những thắc mắc của mình. Thật bị động. Tiểu Lục Vân, chị nghe Liễu Yên Nhi nói rằng em có thể hỗ trợ tu luyện đúng không? Nào, cũng để chị cả cũng trải qua cảm giác này đi. Trong lúc Lục Vân còn đang không hiểu. Diệp Khuynh Thành đột nhiên đi tới trước mặt hắn và nói. Hỗ trợ tu luyện. Lục Vân bỗng lộ ra nụ cười khổ, chị gái xinh đẹp của em ơi, lẽ nào chị Yên Nhi không nói cho chị biết rằng việc hỗ trợ sẽ để lại di chứng sao? Chị biết nên mới tò mò, chị muốn xem liệu nó có thực sự tà ác như Liễu Yên Nhi nói không? Chị nghĩ rằng có lẽ do em ấy không đủ kiên định, hơn nữa chị còn tưởng rằng em ấy cố ý dụ dỗ em. Được lắm. Chị cứ chuẩn bị tinh thần bị vả mặt đi. Lúc này, Lục Vân đột nhiên có ảo giác rằng Diệp Khuynh Thành tò mò về cảm giác tu luyện là nói dối. Ý đồ thực sự của chị ấy có lẽ là muốn hỗ trợ tu luyện. Em không dám. Sao lại không dám? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô nói chị biết Liễu Yên Nhi đang nói dối. Di chứng gì đó, tất cả đều là giả. Thật ra hai người dùng danh nghĩa tu luyện để tán tỉnh nhau chứ gì. Thật quá đáng, hừ. Cô dậm chân, trông rất tức giận. Mặc dù Lục Vân là một chàng trai trẻ có năng lượng tích cực nhưng để xoa dịu cảm xúc của chị gái xinh đẹp thì dù có năng lượng tích cực đến đâu cũng biến mất. Vì thế, hắn đành thỏa hiệp, được rồi, em hứa với chị nhưng chúng ta cần thỏa thuận với nhau trước. Nói, trong quá trình hỗ trợ, bất kể xảy ra chuyện gì thì sau này chị cũng không được truy cứu. Chị có làm được không? Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Được, đã hứa thì không được phép nuốt lời. Diệp Khuynh Thành đã nói vậy, Lục Vân đương nhiên không thể làm cô thất vọng. Tuy nhiên trước khi hỗ trợ tu luyện, hắn đi vào phòng tắm và mở nước lạnh xả vào bồn tắm. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, em làm gì vậy? Đợi lát nữa chị sẽ biết thôi. Lục Vân cười thần bí. Một lúc sau,
hai người ngồi xếp bằng trên ghế sofa. 20 phút trôi qua, Diệp Khuynh Thành vốn không tin, hai má đột nhiên ửng hồng. Dừng. Diệp Khuynh Thành run rẩy mở miệng nhưng thanh âm mà cô phát ra tựa hồ đã biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp. Dừng. Lục Vân lập tức nổi giận, tu luyện là chuyện vô cùng nghiêm túc, chỉ muốn nói dừng là có thể dừng lại ngay được sao? Em không dừng đấy. Quá trình hỗ trợ tu luyện vẫn tiếp diễn, mồ hôi thấm ướt quần áo của cô. Hơi thở ngày càng nặng nhọc. Cơ thể ngày càng nóng hơn. Diệp Khuynh Thành cố gắng cắn môi chịu đựng để ngăn không cho thanh âm xấu hổ phát ra nhưng cô không hề biết rằng càng kìm nén thì di chứng của việc hỗ trợ tu luyện càng mạnh. Cuối cùng, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Thấy đã gần đến giờ, Lục Vân bế Diệp Khuynh Thành lên và chạy vào phòng tắm. Lần này, Diệp Khuynh Thành đã biết được vì sao Lục Vân lại xả đầy nước lạnh vào bồn tắm. Lục Vân không thương tiếc ném cơ thể mỏng manh cuộn tròn của Diệp Khuynh Thành vào bồn tắm khiến cho nước lạnh tràn khắp ra sàn. Không phải nói ý chí của chị kiên cường lắm sao? Không phải chị nói hậu di chứng là giả sao? Hừ, cho chị biết thế nào không tin. Để trừng phạt Diệp Khuynh Thành, Lục Vân đột nhiên thò tay vào bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại. Sau đó, chạy ra khỏi phòng tắm. Sờ một cái rồi chạy, đúng là kích thích thật. 10 phút sau, Diệp Khuynh Thành lao ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cô trừng mắt nhìn Lục Vân, tức giận nói, tên khốn kiếp, em vừa làm gì với chị? Chỉ là giúp chị tu luyện thôi mà, không phải em đã nói với chị là hỗ trợ sẽ có di chứng sao? Đấy là do chị không tin em đấy chứ. Ý chị là sau đó cơ. Sau đó gì cơ? Sau khi em ném chị vào bồn tắm. Lúc đó tình thế hỗn loạn như vậy, hai tay của chị cứ ôm chặt lấy cổ em nên em cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Lục Vân áy náy sờ mũi nói. Em giả ngu với chị hả? Để xem chị giáo huấn em như thế nào, hừ. Diệp Khuynh Thành tức giận, lao tới định nhéo tai Lục Vân. Lục Vân vội trốn ở một bên ghế sofa khác và nói, chị Khuynh Thành, chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước rồi. Chị ị không thể nuốt lời được. Ai thèm thỏa thuận với em? Diệp Khuynh Thành đuổi theo và muốn dạy cho Lục Vân một bài học nhưng đương nhiên là Lục Vân không thể để cô thành công được. Hắn chạy vòng quanh sofa hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành không thể đuổi theo được nữa, nói, được rồi, chị sẽ tuân theo thỏa thuận, không so đo với em nữa. Thật chứ? Thật. Chị thề đi. Chị thề, nếu như chị còn so đo chuyện lúc nãy thì cả đời này chị sẽ không kết hôn. Sau khi thấy cô thề xong, Lục Vân ngập ngừng đến gần Diệp Khuynh Thành và ngồi xuống ghế sofa. Diệp Khuynh Thành không có thêm bất cứ hành động nào mà chỉ trừng mắt nhìn hắn với vẻ oán hận, tất cả là do em, đồ khốn kiếp. Lúc nãy khi đuổi theo em, chị đã bị bong gân chân, đau chết đi được. Bong gân chân, để em xem nào. Lục Vân chu đáo nhấc bàn chân ngọc của Diệp Khuynh Thành lên và định xoa mắt cá chân cho cô. Thế nhưng không ngờ khi hắn vừa đưa tay ra, đột nhiên Diệp Khuynh Thành hét lên, em làm gì mà mạnh vậy? Em có biết chị đau lắm không? Cô vừa nói vừa nhéo tai Lục Vân. Lục Vân suýt khóc vì đau. Em mới chỉ chạm vào mắt cá chân của chị thôi mà đã kêu đau rồi. Em nghi ngờ chị đang kiếm cớ trả thù em thì có. Sau khi dạy cho Lục Vân một bài học, Diệp Khuynh Thành đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chạy lon ton về phía phòng của Lục Vân, làm gì có dáng vẻ bị bong gân chân. Được lắm. Chị đúng là kiếm cớ trả thù em còn gì. Lục Vân ôm tai ngồi trên ghế sofa trầm mặc một hồi, đột nhiên có một bóng người xinh đẹp nhảy từ ngoài ban công vào. Cười nói, này, tiểu Lục Vân, thấy tốc độ của bà đây đủ nhanh chưa? Lái xe từ Giang Thành tới đây còn chưa mất tới 2 tiếng. Lần này, chúng ta sẽ ở đây khoảng bao lâu? Người ngoài ban công là Liễu Yên Nhi. Lục Vân nói không nên lời, mấy ngày sau em sẽ nói lại về vấn đề này. Mỗi lần chị tới đây cứ phải nhảy từ ban công vào thế sao? Đây là tầng 5 đấy, chị không sợ bị người ta hiểu lầm là trộm sao? Ha ha! Chị đã quen rồi. Khi còn là sát thủ, chị cũng thích trèo qua ban công, không, tiểu Lục Vân, sao tai em đỏ thế? Còn không phải là do. Lục Vân còn chưa nói hết, Diệp Khuynh Thành đột nhiên từ trong phòng đi ra, lạnh giọng nói, Liễu Yên Nhi, không phải chị bắt em ở nhà suy nghĩ sao, em lại tới đây làm gì? Diệp Khuynh Thành đã thay một chiếc áo sơ mi nam, vốn dĩ đây là áo thẩm kim hoa chuẩn bị cho Lục Vân nên sau khi cô mặc vào.
vạt áo chỉ che tới đùi, bên dưới áo là đôi chân ngọc trắng nõn. Trông vô cùng hấp dẫn. Liễu Yên Nhi giật mình giống như mèo con sợ hãi. Cô ngồi trên ghế sofa nhảy dựng lên, run rẩy nói, chị cả, sao chị lại tới đây? Chị vẫn luôn ở đây, Diệp Khuynh Thành nói. Liễu Yên Nhi lập tức nhận ra đây là trò nghịch ngợm cố ý của Lục Vân. Hắn lừa cô giống như trò hề, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, nói chị, em cứ tưởng chị không ở đây nên em đã lái xe từ Giang Thành tới đây để giám sát tiểu Lục Vân giúp chị, miễn cho hắn cùng qua lại với cải thảo Thẩm gia. Hôm nay, Thẩm Tĩnh Nghi đã trở về Thẩm gia rồi. Cô ấy không ở đây, Lục Vân giải thích. Liễu Yên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cần em phải chen vào sao? Lục Vân lớn tiếng nói, chị Khuynh Thành, em muốn báo cáo rằng chị Yên Nhi không trung thực. Em chỉ tùy tiện thăm dò chị ấy thôi mà chị ấy đã vội vàng chạy tới đây. Chị ấy chỉ muốn em hỗ trợ tu luyện mà thôi. Chị cũng biết hỗ trợ luyện có bao nhiêu di chứng mà. Em im miệng. Lần này, người mở miệng không phải là Liễu Yên Nhi mà là Diệp Khuynh Thành. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai má ửng hồng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ cùng tức giận, hiển nhiên là đang nhớ lại màn trước đó. Cô biết rằng Lục Vân đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Liễu Yên Nhi, em vào phòng với chị, đi ngủ, đừng nói chuyện với tên khốn kiếp này nữa. Chị cả nói đúng, mặc kệ tên khốn kiếp này. Hai người đẹp có chung kẻ thù, cùng nhau chống lại Lục Vân. Mặc dù lần này Liễu Yên Nhi không biết tại sao chị cả lại đồng tình với mình, chẳng phải chị ấy nên khiển trách mình sao? Tại sao lại nổi giận với tiểu Lục Vân nhỉ? Thôi bỏ đi. Không cần hiểu. Kiên quyết tẩy chay tiểu Lục Vân là đúng rồi. Lục Vân muốn đấu tranh đến cùng, nói chị Khuynh Thành, chị đi ngủ sớm vậy. Chúng ta còn chưa ăn tối mà. Chị Yên Nhi, chị đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng đi. Dầm. Đáp lại Lục Vân là tiếng đóng cửa tàn nhẫn. Được rồi. Đấu tranh cũng vô ích. Thế nhưng, hai chị gái xinh đẹp của em ơi, hai chị lấy phòng ngủ của em thì tối nay em ngủ ở đâu? Hại chị thật sự muốn em ngủ ở sofa sao? Đúng rồi, em tiện thể leo cửa sổ sang ngủ ở phòng cải thảo bên cạnh cũng được. Lục Vân cảm thấy hắn đúng là hóm hỉnh. Trong khoảng thời gian sau đó, Lục Vân sống rất thoải mái đến mức ngày nào Diệp Khuynh Thành cũng phải véo tai trách mắng. Bởi vì có tên bất lương nào đó mỗi khi có cơ hội sẽ chạy đến bên cạnh Diệp Khuynh Thành nháy mắt nói, này, chị gái xinh đẹp của em ơi, sao hôm nay chị lạnh lùng thế? Chị có muốn em hỗ trợ tu luyện không? Mỗi khi nghe câu này, Diệp Khuynh Thành sẽ nhớ lại đêm đó, thời điểm hình tượng lạnh lùng của cô sụp đổ. Vì thế, cô chỉ có thể che đậy sự xấu hổ và tức giận bằng cách đánh Lục Vân. Tai của Lục Vân cũng bị véo quen rồi nên hắn gần như chẳng cảm thấy đau nữa. Hiện giờ, trêu chọc chị gái là thú vui hàng ngày. Làm không biết chán. Về phần Đại học Giang Nam, Lục Vân vẫn dạy hai tiết một tuần như thường lệ và hắn rất nổi tiếng trong giới sinh viên. Điều đáng nói là Thẩm Tĩnh Nghi vẫn chưa ngưng tụ được chân khí. Thành thật mà nói khi bàn về tu luyện, thiên phú thật sự rất quan trọng. Vì vậy, có lẽ con đường tu luyện này hoàn toàn không phù hợp với Thẩm Tĩnh Nghi. Thế nhưng Thẩm Tĩnh Nghi không cam tâm. Lục Vân không muốn nói nhiều vì sợ nói nhiều sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con gái nhà người ta nên chỉ có thể đành đợi tới lúc cô ta tự từ bỏ. Chớp mắt, ngày tỉ thí võ thuật giữa Khương gia và Hầu gia đã tới. Khương Lam tìm Lục Vân nói chuyện, Lục Vân, cháu hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi tới Kim Lăng. Lục Vân cười nói, không cần vội, lần này cháu sẽ đi một mình. Cháu đã nói với Tề Thương Lan rằng khi nào đến Kim Lăng, cháu sẽ đến Tề gia trước. Sau khi điều trị một khoảng thời gian, phần lớn vết thương ở chân của Tề Thương Lan đã khỏi hẳn. Ông ta không cần phải châm cứu thường xuyên nữa. Từ nay về sau, chỉ cần đến chỗ Lâm Thanh Đàn châm cứu mỗi tháng một lần là được. Vì thế, Tề gia đã quay trở lại Kim Lăng trước. Nghe hắn nói vậy, Khương Lam nói, cháu đi một mình. Khương gia đang gặp khó khăn, bà là thành viên của Khương gia nhưng lại nhờ một người chưa từng tiếp xúc với Khương gia bao giờ cũng không được hợp lý lắm. Điều mà Khương Lam không biết là ở trong mắt Lục Vân, chuyện mà bà cho là chuyện lớn thì chỉ đơn giản như lòng bàn tay nên cũng không cần phải khoa trương như vậy. Cũng giống như khi hắn đối phó với Xà Hạt lão nhân, hắn cũng không mất quá nhiều thời gian đi từ Giang Nam tới Giang Hoài bằng xe đạp. Thật tuyệt khi có một phương tiện di chuyển như vậy. Lục Vân nói, bác gái,
không phải bác cũng từng nói rằng bác và ba mình đã cãi nhau suốt nhiều năm, hai bên đều oán trách lẫn nhau sao? Lần này để cháu đến Kim Lăng giải quyết chuyện này, ba của bác nhất định sẽ chủ động cúi đầu đến xin lỗi bác. Nghe vậy, Khương Lam vô cùng cảm động, Lục Vân, nếu như cháu thật sự trở thành con rể của bác thì tốt rồi. Hai ngày trước buổi tỉ thí, một bóng dáng đáng sợ đi thẳng từ Giang Nam đến Kim Lăng. Lục Vân nhìn xuống sông nước núi non bên dưới, khóe miệng nở nụ cười, máy bay, tàu cao tốc gì đó làm gì được thưởng thức cảnh đẹp của đất nước như vậy chứ? Một đường thẳng tiến tới Kim Lăng như vũ bão. Theo như địa chỉ Tề Thương Lan cung cấp, khi hắn đến Tề gia, hắn trông thấy một vài bóng người đang cung kính chờ đợi từ xa. Tề Thương Lan cũng ở trong số đó, ông ta chống gậy, đích thân đón hắn ở cửa. Thấy Lục Vân đạp xe tới, mọi người đều hơi kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn xuống máy bay rồi tình cờ tìm được một chiếc xe đạp, sau đó đạp xe tới. Chẳng trách Lục Vân nói rằng không cần đón hắn ở sân bay. Tề Thương Lan cùng với những người khác không thể tưởng tượng nổi rằng Lục Vân đạp xe từ Giang Nam tới đây còn nhanh hơn cả máy bay. Lục thần y, ngài đã đi một quãng đường dài rồi. Ngài mau vào nhà đi, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngài. Lục Vân gật đầu, hai ngày tới tôi sẽ để xe ở chỗ của ông. Còn đứa cháu trai kiêu ngạo của ông, hãy để cậu ta ra ngoài lau sạch xe cho tôi đi. Được được được, Tề Minh, còn không mau qua đây lau rửa xe đạp cho Lục thần y đi. Đừng để ông nhìn thấy trên xe còn dính một tí bùn đất nào. Tề Thương Lan vừa đi vào trong nhà vừa gào to. Tề Minh chạy ra ngoài cửa với vẻ buồn bực. Khi vừa nhìn thấy Lục Vân, anh ta không khỏi rụt cổ lại vì sợ hãi. Sau khi ăn tối tại Tề gia, Lục Vân theo Tề Thương Lan tới Khương gia. Tề Thương Lan và Khương Trinh Hồng từng là đối tác kinh doanh nên mối quan hệ giữa họ khá tốt nhưng trong khoảng thời gian này, vì sự việc xảy ra với Hầu gia nên hai bên không còn liên lạc thường xuyên với nhau như trước. Suy cho cùng cũng liên quan tới sự hưng thịnh của gia tộc nên trong giai đoạn nhạy cảm này, hầu hết các thế gia ở Kim Lăng đều lựa chọn ngồi chờ xem. Nếu như họ quá thân thiết với Khương gia, bị Khương gia liên lụy thì cũng chẳng phải việc tốt lành gì. Tề Thương Lan cũng thận trọng. Tuy nhiên hiện tại ông ta cũng không quá lo lắng bởi vì Lục Vân đã xuất hiện và lần này, cơ hội chiến thắng của Khương gia rất cao. Lão Tề, bây giờ người ngoài nhìn vào Khương gia chúng tôi như thể gặp ma, tránh còn không kịp. Sao lúc này ông lại tới tìm tôi, ông không sợ chúng tôi bị thua làm liên lụy tới ông sao? Khương Chính Hồng và Tề Thương Lan cùng thế hệ. Tuổi tác giữa hai người cũng không chênh lệch nhiều. Lúc này, Khương Chính Hồng nở nụ cười gượng gạo. Tề Thương Lan nói, nếu như là vậy thì chỉ có trách vận may của chúng ta nhưng ông cũng đừng quá nản lòng. Hôm nay tôi mang một người theo tới đây gặp ông nhất định sẽ rất vui mừng. Là người ở bên cạnh ông sao? Ánh mắt của Khương Chính Hồng chuyển sang Lục Vân. Bên cạnh Tề Thương Lan có hai người, một người là võ sư A Minh. Người này không chỉ là vệ sĩ của Tề Thương Lan mà còn đẩy xe lăn cho ông ta. Dù sao vết thương ở chân của Tề Thương Lan vẫn chưa lành, tuy dùng nạng đi lại có lợi cho việc phục hồi nhưng cũng không thể sử dụng quá mức, vẫn cần phải có xe lăn. Người còn lại là Lục Vân. Vừa rồi Khương Chính Hồng cảm thấy kỳ lạ đó là vì sao hôm nay Tề Thương Lan lại đưa một người xa lạ đến. Hóa ra là ông ta muốn mang người đến giới thiệu và nói đó là một niềm vui. Tương lai của Khương gia đang gặp nguy, còn có điều gì đáng mừng nữa đây? Trong lòng Khương Chính Hồng không quá kỳ vọng. Ông ấy không cho rằng một chàng trai trẻ có thể đem lại kỳ tích nào cho Khương gia. Tôi tên là Lục Vân, tôi được con gái của ông ủy thác tới giúp Khương gia vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhìn thấy ánh mắt của Khương Chính Hồng rơi trên người mình, Lục Vân chủ động giới thiệu bản thân. Tuy nhiên sau khi nghe hắn nói xong, Khương Chính Hồng sững sờ. Thực sự đến để giúp chúng tôi ư? Làm thế nào một chàng trẻ như vậy có thể giúp đỡ được? Ông ấy không nhớ ra có người nào như vậy xuất hiện trong bảng xếp hạng tông sư. Bỏ qua vấn đề năng lực của Lục Vân, điều khiến cho Khương Chính Hồng càng khó hiểu hơn đó là rốt cuộc là cô con gái nào đã ủy thác giúp đỡ ông ấy. Khương Chính Hồng có rất nhiều con trai và con gái. Vì thế, trong lúc sững sờ, ông ấy đã bật thốt ra câu hỏi này. Lục Vân trả lời, là người ở Giang Nam. Giang Nam. Xoẹt. Sắc mặt của Khương Chính Hồng lập tức tối sầm lại. Ông ấy còn có cô con gái nào ở Giang Nam? Chỉ có Khương Lam. Sắc mặt của Khương Chính Hồng thay đổi, ông ấy lạnh giọng nói, Khương Lam,
đứa con gái bất hiếu đó. Kể từ khi vi phạm gia quy, nó không còn được nhắc đến nữa. Đến bây giờ Khương gia gặp khó khăn, nó lại để một tên nhóc đến để sỉ nhục tôi. Nó thật sự cho rằng tôi không làm gì được nó hay sao? Nhiều năm trôi qua, ân oán giữa hai cha con cũng bị thời gian xóa nhòa dần đi. Khương Chính Hồng thường tự trách bản thân có phải khi đó mình quá cứng rắn và tàn nhẫn hay không. Mãi cho đến hôm nay, ông ấy mới nhận ra rằng không cần phải tự trách bản thân mình nữa. Bởi vì Khương Lam hoàn toàn không xứng đáng là một phần của Khương gia. Khương gia gặp nạn, không về giúp đã đành lại còn phái thằng nhóc con tới xem trò cười với danh nghĩa giúp đỡ, đúng là một sự sỉ nhục to lớn. Làm sao Khương Chính Hồng có thể không tức giận được? Tề Thương Lan, tôi còn tưởng chúng ta làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, không ngờ ông lại làm như thế. Nếu như ông sợ hãi đến Tề gia thì cứ đến nương nhờ Hầu gia là được. Không cần phải tới đây sỉ nhục chúng tôi đâu. Lục Vân được Tề Thương Lan giới thiệu, như vậy hắn không phải là cùng một đám với bọn họ hay sao? Đương nhiên Khương Chính Hồng chút giận lên Tề Thương Lan. Tề Thương Lan thực sự chán nản. Lục Vân cũng lắc đầu nói, ông là người nóng tính không phân phải trái, thậm chí còn quá sĩ diện và không biết điều, chẳng trách năm đó bác Khương lại bỏ nhà ra đi trong cơn tức giận. Đồ hỗn láo, cậu nói gì cơ? Ánh mắt Khương Trình Hồng trầm xuống, ông ấy nhìn Lục Vân với vẻ nguy hiểm. Trong lòng Lục Vân khinh bỉ, hắn chẳng những không lùi bước mà còn sải bước tiến lên, tôi mới nói với ông có mấy câu mà ông đã nhăn mặt rồi, ông cho rằng mình giỏi giang lắm sao? Nếu như không phải vì nể mặt bác Khương thì tôi đã không tình nguyện giúp đỡ Khương gia rồi. Cậu! Vẻ mặt của Khương Chính Hồng hơi run rẩy, ông ấy vô thức lùi lại một bước nhưng chính ông ấy cũng không nhận ra điều đó. Lúc này, đột nhiên một âm thanh già nua từ hậu viện truyền đến, đưa cậu ta đến gặp tôi. Là Khương Thiên Viễn, ba của Khương Chính Hồng và cũng chính là tông sư hóa cảnh tọa trấn của Khương gia. Cậu ta mà Khương Thiên Viễn đề cập tới chính là Lục Vân. Khương Chính Hồng không dám làm trái ý của ba mình, vì thế ông ấy bình tĩnh nói, hãy đến gặp ba tôi với tôi. Ông không thể nói là mời sao. Lục Vân không cho ông ấy một sắc mặt tốt. Khóe miệng Khương Chính Hồng khẽ giật giật, nói, mời cậu đi gặp ba tôi với tôi. Như vậy còn được. Tề Thương Lan hừ lạnh, nói, nếu như ông không tin tưởng tôi thì sao ông lại dám nói chúng ta là bạn bè nhiều năm. Đúng là làm ơn mắc oán. A Minh, chúng ta đi. Hai người chán nản rời khỏi Khương gia. Lục Vân đi theo Khương Chính Hồng tới hậu viện của Khương gia. Khung cảnh nơi đây rất tao nhã, là nơi Khương Thiên Viễn thường tu luyện. Nếu như không có mệnh lệnh của ông, ngay cả Khương Chính Hồng cũng không dám tùy tiện ra vào. Trong một gian phòng ở hậu viện, Khương Thiên Viễn đang khoanh chân ngồi trên giường. Ngày mốt là ngày tỉ thí võ công với Hầu gia, ông nhất định phải giữ sức. Khi nghe thấy tiếng bước chân hắn tới gần, Khương Thiên Viễn mở mắt ra. Khó có thể tưởng tượng đây là đôi mắt của một cụ ông gần trăm tuổi. Đúng là gừng càng già càng cay. Khương Thiên Viễn dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Lục Vân. Ông phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không nhìn thấu Lục Vân, trên mặt ông lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, ông nhìn Khương Chính Hồng và nói, Chính Hồng, còn không mau nói lời xin lỗi với người ta đi. Khương Chính Hồng không dám có bất kỳ sự phản kháng nào nên ông ấy chỉ đành nói với Lục Vân, tôi là người nóng tính. Vừa rồi tôi đã xúc phạm cậu, mong cậu đừng chê trách. Lục Vân liếc ông ấy một cái rồi nói, ông đã gần 70 tuổi rồi, cần phải học cách trưởng thành hơn đi. Đây là lần đầu tiên Khương Chính Hồng bị một người tuổi đôi mươi nói mình như vậy, trong lòng ông ấy cảm thấy kỳ lạ. Trên mặt Khương Thiên Viễn lộ vẻ thú vị. Vừa rồi tôi nghe cậu nói rằng cháu gái Khương Lam của tôi đã nhờ cậu giúp đỡ Khương gia vượt qua khó khăn lần này. Lục Vân gật đầu, cười nói, ông lão, tuy tuổi đã cao nhưng thính lực không hề tệ. Khương Chính Hồng ở một bên nghe được lời này thì toát mồ hôi hột, ông ấy thấy Lục Vân đúng là to gan, không một ai ở đây dám gọi Khương Thiên Viễn như vậy cả. Khương Thiên Viễn không hề tức giận, ông nhìn Lục Vân với vẻ quan tâm. Nói, tôi rất tò mò về việc cậu định làm gì để giúp Khương gia chúng tôi vượt qua khó khăn này. Lục Vân cười một cách thần bí và nói với Khương Chính Hồng ở bên cạnh, ông đi lấy cho tôi bút mực, giấy và nghiên mực qua đây. Không cần đâu, ba có đây rồi. Khương Thiên Viễn lấy bút, giấy và nghiên mực từ trong giá sách ra đưa cho Lục Vân và nói, sao nào, cậu định vẽ một bức tranh để thuyết phục Hầu gia sao? Lát nữa ông sẽ biết thôi. Ông lão à,
ông quay đầu lại đi. À đúng rồi, còn có lão già ngu ngốc kia nữa, ông cũng quay đầu đi, chỉ sợ lát nữa ông sẽ bị mù đấy. Lão già không biết điều. Khương Chính Hồng tức giận nhưng chỉ có thể nhịn vì có một ông lão lớn tuổi hơn đang bảo vệ hắn. Tốc độ Lục Vân vẽ tranh rất nhanh. Trong quá trình đó, Khương Chính Hồng lộ ra vẻ mặt rất bất mãn. Khương Thiên Viễn cảm thấy rất tò mò, không rõ Lục Vân chạy tới đây vẽ tranh là có ý gì. Nhưng nếu Lục Vân nói chờ hoàn thành xong lại xem thì họ sẽ không tự hạ thấp thân phận đi rình coi. Đại khái chỉ sau 15 phút, Lục Vân đã vẽ xong. Hắn buông bút trong tay xuống và nói, được rồi, hiện tại mọi người có thể tới thưởng thức tác phẩm lớn của tôi, nhưng ông lão chết tiệt kia, tôi khuyên ông không cần nhìn, bằng không đôi mắt thật sự sẽ mù đấy. Hắn vừa dứt lời đã càng khơi dậy bất mãn trong lòng Khương Chính Hồng, còn không phải là một bức họa sao, có thể chọc mù đôi mắt tôi à? Cậu lừa quỷ hay gì? Tôi càng muốn xem, vì thế ông ấy chủ động đi qua xem, quả nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ thấy trên tờ giấy tuyên thành kia có phác họa ra tới một con cú mèo, nét bút không nhiều lắm, nhưng cũng rất rõ ràng. Khương Chính Hồng nói, đây là bút tích của Vân Lộc Đại Sư, không nghĩ tới Vân Lộc Đại Sư lại là thằng nhóc trẻ tuổi như vậy, thật sự có chút lợi hại, nhưng cũng đâu khoa trương như cậu nói chứ. Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư, nếu là Khương Chính Hồng biết bí mật này vào ngày thường thì nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhưng hiện giờ Khương gia đang gặp nguy nan. Ông đâu còn tâm tư quan tâm người ta là đại sư thiên tài hội họa gì chứ? Khương Thiên Viễn cũng nhíu mày và nói, anh bạn trẻ, bức họa cậu vẽ có liên quan gì điều này khó khăn lần này Khương gia chúng tôi gặp được? Không phải thằng nhóc này chạy tới đây khoe thiên phú hội họa của mình đó chứ? Nếu là như vậy thì chỉ có thể nói là quá vô duyên, quá không hiểu chuyện. Lục Vân thần bí khó lường mà cười cười và nói, ông lão! Trận to đôi mắt chó hợp kim titan của mình mà nhìn chằm chằm vào mắt con cú mèo kia, nhìn kỹ, dùng trái tim ông để cảm nhận đi. Khương Thiên Viễn nghi ngờ di chuyển ánh mắt, dừng lại trên hai mắt cú mèo. Một giây, hai giây, ba giây, oanh. Trong phút chốc, một khí thế vô cùng khủng bố bắn ra từ hai mắt cú mèo, cứ như mặt hồ vô cùng bình thản chợt nhảy ra hai con mãnh thú khổng lồ, làm dâng lên muôn vàn gợn sóng. Khí thế này đâm vào hai mắt Khương Thiên Viễn, đánh thẳng vào trái tim ông, trong cơ thể như có một lớp hàng rào. Vẫn luôn kiên cố đột nhiên lại kẹt một cái mà tan nát theo. Phanh! Thân thể Khương Thiên Viễn đột nhiên lui về phía sau, va chạm vào góc bàn, nhưng trên mặt ông không lộ ra chút đau đớn nào, ngược lại còn mừng như điên, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Anh bạn trẻ, không đúng, tiền bối, cảm tạ tiền bối đã tặng tạo hóa cho tôi. Khương Thiên Viễn nước mắt giàn giụa, mái tóc bạc buông xuống eo, khom thấp người 90 độ trước Lục Vân. Khương Chính Hồng đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cũng muốn dựa theo cách Lục Vân nói mà nhìn chằm chằm hai mắt cú mèo, kết quả lại thấy Khương Thiên Viễn đột nhiên ngồi dậy, khép bức họa lại. Tu vi của con không đủ, nhìn vào sẽ chọc mù mắt chó của con. Sao cả cha cũng nói như vậy, Khương Chính Hồng đầy mặt kinh ngạc. Lúc này Lục Vân mở miệng nói, ông già. Bức họa này tặng cho ông, tôi ra bên ngoài chờ tin tức tốt của ông trước. Vâng vâng, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Khương Thiên Viễn khiêm tốn nói, quay đầu lại nghiêm khắc giống vào mặt Khương Chính Hồng, nhớ kỹ, chiêu đãi Lục Vân tiền bối cho tốt, nếu dám làm trễ nãi chút nào thì ba đánh nát đầu chó của. Đầu Khương Chính Hồng vang lên ong ong, trong lòng chấn động tột đỉnh, bởi vì ông ấy chưa từng nhìn thấy ba mình kích động, hưng phấn, mất khống chế như thế. Rốt cuộc trong bức họa của Lục Vân có cất giấu cái gì? Đi vào chính sảnh, Khương Chính Hồng tự mình pha trà đổ nước, cẩn thận hầu hạ Lục Vân, đồng thời tò mò hỏi cái kia, Lục. Tiền bối, ngài có thể nói cho tôi biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hiện tại ông ấy đâu dám có chút bất kính nào với Lục Vân, hơn nữa ngay cả ba ông ấy cũng gọi Lục Vân là tiền bối. Sao ông còn dám gọi thẳng tên Lục Vân hay kêu là anh bạn trẻ nữa, chỉ có thể dùng từ tiền bối này. Lục Vân bưng trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, cũng không phải bí mật gì, nói cho ông cũng không sao, tôi hỏi ông, ba ông đã bị kẹt ở hóa cảnh bao lâu? Khương Chính Hồng ngẫm nghĩ, sau đó nói, cụ thể bao? Lâu thì tôi cũng không nhớ rõ, dù sao đã mấy chục năm, ba tôi nói đã vài thập niên qua tu vi của mình vẫn luôn không có biến hóa gì. Vậy đúng rồi, Lục Vân cười cười, ôi cho thêm một loại thế vào bức họa kia,
một loại thế có thể trợ giúp tu vi của ông ấy đột phá. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Thiên Viễn, Lục Vân đã nhìn ra vấn đề trong thân thể ông, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Nhưng đôi khi một bước này sẽ kẹp chết người a, giống như Khương Thiên Viễn đã tốn vài thập niên cũng chưa thể vượt qua. Thật ra có thể dùng câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, để miêu tả vấn đề này, lúc này cần có một người ngoài trợ giúp ông phá tan làn sương mù trước đó thì sẽ đạt tới hiệu quả vừa chỉ điểm mà hiểu ngay. Loại thế mà Lục Vân ẩn giấu trong bức họa đã mang đến tác dụng này. Tuy rằng Khương Chính Hồng nghe như lọt vào sương mù, nhưng ông ấy đã bắt được một từ ngữ mấu chốt, đột phá, lập tức trừng lớn đôi mắt và nói, ý của tiền bối là ba tôi có thể bước qua hóa cảnh, cái kia. Suy nghĩ nhiều rồi, Lục Vân kịp thời bóp tắt ảo tưởng tốt đẹp của ông ấy và nói, chỉ trợ giúp ông ta đạt tới đỉnh hóa cảnh mà thôi, muốn tới được cấp bậc càng cao cũng không phải 2-3 tiếng đồng hồ là thành công được. Tuy rằng ba chưa đạt tới cấp bậc càng cao, nhưng đỉnh cao hóa cảnh đã đủ chen vào top 20 bảng tông sư, vậy chẳng phải có thể nhẹ nhàng chiến thắng người họ Hầu kia. Hầu Dũng đứng thứ 38 trên bảng tông sư, mà trước đó Khương Thiên Viễn nằm sau top 80. Mấy người xếp cuối trong bảng danh sách có tu vi tương đương nhau, chỉ hơi chênh lệch một chút thôi, tất cả mọi người chen lấn cùng một chỗ, mà dù sao Khương Thiên Viễn cũng đã có tuổi rồi, không có khả năng chen lên đứng trước. Nhưng nếu ông đạt tới đỉnh cao hóa cảnh thì khác, hoàn toàn có thể nhảy ra khỏi đống hóa cảnh chen chúc này, từ sau top 80 trực tiếp đi vào top 20, thậm chí là top 10. Ồ, Khương Chính Hồng hít thật sâu một hơi, tâm tình kích động không thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.